qua đi đơn, gọi điện là đi đơn rồi ấy chị ạ. Thùng dưới kia thôi.
xong rồi chị ăn cũng vắt luôn rồi.
lên nha mọi người. Hello các chị nha. Mọi người chấm bài tương tác lên cho em nha mọi người. Rồi lên đi em tặng này. Mọi người vào chấm bài lên cho em nha mọi người nhá. Chấm bài tương tác là khi mở like lên cho em rồi nha. Thấy đâu hết chưa? Rồi lên cho em mã này lên là 01 này. 15 18 cân à. Rồi lên luôn nhá mọi người, lên em tặng luôn này. Mã này lên cho em là 01 này, 15 cân đến 20 cân em có size cái này 01 tặng đầu like cho em 9.000 này. Đấy nhá, tặng đầu like 9.000 đồng cho em con này lên là 01 giùm em này. Đó, tặng chiên 9.000. Đó nhá. Lên cho em mã số là 01 đi. Cảm ơn lên cho em nhá. Chấm bài lên cho em nữa nha mọi người. Mã số là 01 cho em 9.000 đồng cho em nha mọi người ơi. 9.000 nha. Rồi. Mã số lên cho em là 01 này, 9.000 đồng cho em 15 cân đến 20 cân em có size nhé mọi người. Chấm bài tương tác liên tục lên cho em với nha mọi người nhá. Chấm bài liên tục lên cho em với nào. Tương tác thả tim thả like mạnh mẽ lên giúp em với nào để em thấy mọi người nha. Mọi người có thấy em không ạ? À? Mọi người có thấy em không mọi người ơi? Mã hàng là 01 9.000 đồng cho em nha. 9.000. Phong size là từ 15 cân đến 20 cân, em có size 4 đến 5 tuổi mang vừa này. Đó, 4 đến 6 tuổi cho em này, 01 cho em với giá là 9.000 cho em kèm được chia sẻ like cho em này. 01 kèm số điện thoại nhá, 01 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người, 9.000. Lên cân nặng cho các chị. Đó, số kèm số điện thoại kèm cân nặng trên một dòng cho em này. 01 này. Rồi lên tiếp cho em 02 18 đến 20 cân và size 30 cân này. 18 đến 20 cân và size 30 cân cho em 02 29.000 này. Đấy nhá, lên tiếp cho em con này 02 29.000, 18 đến 20 cân và size 30 cân cho em 02 29.000 cho em này. Và tiếp 02 lên cân nặng nha. Mã hàng kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại này. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Tiếp con này là 02. Đây con này lên cho em là 02 nha. 02 18 đến 20 cân và size 30 cân cho em 02 29.000. 02 29.000. Hết rồi các chị ạ. 01 hết nha. Bây giờ sang 02 cho em đi, 29.000 đồng cho em 02 này. 02 cho chị Mỹ Phương một cái. Hà Thúy lên. Lên số điện thoại đi chị ơi. Lên số điện thoại kèm cân nặng cho em nào các mẹ ơi. Số điện thoại kèm cân nặng cho em kèm được chia sẻ like nhé mọi người. À cũng 02 29.000 đồng cho em nha. Số tiếp cho em này. Số tiếp theo này chân váy này tặng luôn, chân váy này 03 này. 15 cân đến 20 cân cho em 03 này. Đây tiếp con này chân váy này 03, 15 cân đến 20 cân chân váy cho em này. Chân váy xếp ly nhá, 15 đến 20 cân 39.000 03 cho em này. Chân váy xếp ly 03 này 39.000 đồng cho em 03. Hết 02 rồi các chị ạ. Hết 02, hết 02, hết 02. Rồi cái này lên 03, 15 cân đến 20 cân 39.000 03 kèm số điện thoại cho em. 03 kèm số điện thoại cho em con chân váy này, chân váy xếp ly bên trong có quần nhá. Ở phần sau là cặp lưng chun mềm này. Đó, cho tặng cho em 03 39.000, 15 cân đến 20 cân em có size 03 này. 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em con này 03 39.000 cho em nha. 02 hết rồi nha, ngừng chốt 02 này. Sang 03 giùm em đi. Sang 03 chân váy xếp ly 39.000 cho em 03 nhá. 15 cân đến 20 cân, 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em 03 39.000 cho em 03 chân váy xếp ly. Chị Hồng An Nguyễn lên số điện thoại đi ạ. 02 hết. Hồng An Nguyễn lên số điện thoại kìa. 02 hết nha mọi người. Chốt cho em chân váy 03 39.000 luôn này, tặng luôn 39.000 này. 15 đến 20 cân chân váy xếp ly nha mọi người. Xếp ly cao cấp cho em 03 39.000. 03 39.000 đồng cho em. 15 cân đến 20 cân giúp em nha. 15 cân đến 20 cân cho em là có đơn này. 03 39.000 chân váy xếp ly nha mọi người. Đó, 03 39.000 đồng cho em nhá. Nó lại bị tịt comment rồi. Cứ được vài cái comment xong nó lại tịt chứ, tức ghê á. Ok nha, chị nào lấy 03 chốt 03 39.000 đồng cho em nha các mẹ nhá. 03 39.000 đồng cho em này. Đó, 03 dùm em 39.000 cho em nhá. 15 cân đến 20 cân em có size 03 nhá.
03 cho em, đúng rồi, 15 cân đến 20 cân em có 0339.000 cho em này. Đúng rồi, chốt 03 cho em 39.000, chia sẻ like giùm em nhé mọi người. Chia sẻ like giúp em nào, 39.000 một cái chân váy sơ mi, bên trong có quần. Bên trong em có quần rất là đẹp luôn nhé mọi người, mặc sơ vin váy áo rất là xinh, đi chơi đi học thì ok này. 0339.000 tặng nhá. 15 cân đến 20 cân em có size này. 15 cân đến 20 cân em có size này. Đúng rồi, chị nào lấy 03 chốt 03 giùm em nhá. Qua mã này. 03 nhá mọi người nhá. Có váy 15 16 con em nhiều lắm. Váy 15 16 cân em nhiều lắm. Rồi tiếp cho em này, mã số tiếp theo cho em 04 này. Váy 15 cân đến 18 cân này. Rồi tiếp lên cho em 04 này. 01 02 này em hết rồi các chị ơi. 01 02 hết rồi, váy này. 04 này. Ôi có cả cái size to này. Rồi lên cho em váy này. Em size đi. Mã số tiếp theo cho em 04 này. Size cho bé 15 cân đến 20 cân và size 30 cân cho em 04 này, 59.000 một cái cho em 04 hoa nhí này. Đây lên con này cho em 04 hoa nhí này, 15 cân đến 20 cân và size 30 cân cho em 04 nhá. Chất liệu của em là thô boy mềm cho em, 59.000 một cái cho em 04 này. Đó 59.000 cái này là size to 30 35 cân này. Đó chị nào lấy 04 chốt 04 cho em 59.000 nha mọi người nhá. 59.000 đồng cho em, mã hàng cho em là 04 giùm em nhá. Con này đây là 04 giùm em, 59.000 đồng cho em nhá. 59.000 đồng giúp em 04 này. Nè, sao cái comment nó không đọc được hết trời. 04 30 cân cho chị Bình Thanh này. 04 59.000 đồng cho em nha. 30 cân em hết rồi các chị ạ, có cái thôi. 15 cân đến 20 cân cho em 04 nhá mọi người. 15 cân đến 20 cân cho em 04 nhá. Rồi tiếp này, mã số 05 tiếp này. 20 cân này. À 05. Rồi 04 thì bây giờ đến 05. Rồi 05 20 cân cho em này. 20 cân cho em 59.000 luôn, 05 này. Tiếp nha, mã hàng tiếp theo 05 này, 59.000 luôn này. 05 hoa nhí này, theo hoa nhí theo 05 2 à 59.000 luôn, 05 cho em này. 15 cân đến 17 cân đến 20 cân 05 nhá. 17 đến 20 cân cho em 05 này. Chốt cho em mã 05 này. Cái này hàng lẻ size em lên nhanh mọi người. Hàng lẻ size này em lên nhanh. À, 05 nhá. Chốt cho em con này 05 17 đến 20 cân cho em 05 này. Rất là đẹp luôn. 05 cho em 59.000 đồng cho em 05 nhá. Chị nào lấy 05 chốt 05 cho em này. 59.000 cho em 05 nhé mọi người. 05 20 cân. Tiếp này 06 này. Chia sẻ like cho em với nó. Mã số tiếp theo này đọc sai đi, 17 đến 27 cân nào. Nhưng mà không lựa màu này. Cái này lên cho em mã số là 07 đúng không? 07. 06 này. Tiếp cho em 06 này. 17 cân đến 30 cân cho em mã hàng 06 này, 79.000 đồng cho em 06 này, không lựa màu này. Đó, hàng cao cấp 200 bây giờ sale 79.000 cho em con này lên là 06 giùm em nhá. 79.000 17 cân đến 30 cân cho em 06 không lựa màu, 79.000 một cái cho em này, 06 đi. Lên cho em con này là 06 này, của cái này là chất liệu của em là chất thô đũi, rất là mềm á. Cái này là thô đũi siêu mềm cho em 06 này, không lựa màu đâu các chị yêu nhá. Màu nâu tây này rất là đẹp luôn này, nâu tây này. 17 cân đến 30 cân cho em nhá. 79.000 06 cho em này. 79.000 cái này có đủ size để 30 cân. 17 cân đến 30 cân cho em 06, 79.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 06 chốt 06 cho em con này. 79.000 cho em nha mọi người. 79.000 chốt cho em con này là 06 rồi em đó mọi người, 06 nhá. 17 cân đến 30 cân cho em 79.000 chốt 06 này. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em. Cái này của em là chất thô đũi, nó rất là mềm, không nhăn không nhầu, thấm mồ hôi cho em nhé mọi người nhá. 06 này 79.000 đồng cho em nhá. 17 cân đến 30 cân em có size và lưu ý là không lựa màu cho em nhá. 06 này dáng baby doll rất là đẹp luôn, không nhăn không nhầu và rất là mát luôn. Chị nào lấy 06 chốt 06 giùm em nhá. 79.000 cho em 06 nha các mẹ ơi, 06 cho em nha. Chốt con này lên lên số điện thoại chị ơi. Mã số kèm số điện thoại nào các bác ơi, không lên số điện thoại không có đơn đâu nhá. Mã hàng kèm số điện thoại kèm cân nặng trên một dòng 06 79.000 đồng cho em. 06 79.000, 17 cân đến 30 cân em có size nhá. 17 cân đến 30 cân thì tầm 4 đến 8 tuổi em mang vừa cho em 06 giùm em. Đó, 06 cho em nha các mẹ nha. 06 17 cân đến 30 cân cho em. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp và mềm nha mọi người. 79.000 một cái thôi nhá. 79.000 đồng cho em, chị nào lấy 06 chốt 06 giùm em là ok này. Đó 06 giùm em là ok nha các bạn nhá. Đó 06 79.000 cho em nha. Mã số tiếp theo lên cho em 07 này. Này lên tiếp cho em này 07 giùm em này, váy tơ nhá. Váy tơ này chia sẻ like đi các mẹ ơi để không để ẩn comment nhá mọi người. Váy tơ hoa cao cấp cho em này. Mã số tiếp theo váy tơ nhá. Mã số cho em là 07 giùm em này. Đây, con này lên cho em là 07 này.
Em có size cho bé từ 17 cân đến 30 cân cho em 07 lên cho em này. Đó, cái này là 07 váy tơ cao cấp rất là mềm nhá. Hàng 250, bây giờ em bán tặng cho các chị là 99.000 đồng cho em con này là 07 dùm em. 07 cho em 99.000 đồng cho em này. Đây lên cho em con này váy tơ nhá mọi người, phần trước phần sau đều có bèo trắng rất là đẹp luôn. Mã hàng cho em là 0799.000 cho em nhá. 99.000 cho em màu cam, màu xanh và màu hồng cho em. 17 cân đến 30 cân, tầm 4 đến 9 tuổi mang vừa cho em. 0799.000 cho em này. Đó, chị nào lấy 07 chốt 07 cho em 99.000 đồng cho em là ok nhá. 99.000 cho em 07 váy tơ nhá mọi người. Comment đúng mã số kèm số điện thoại và kèm cân nặng trên một dòng giúp em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em con này là 07 này. Đó, váy tơ này đẹp lắm mọi người ạ. Màu cam này, đấy, màu hồng này, 17 cân đến 30 cân cho em. Và màu xanh cốm này, toàn màu hot hit cho mọi người nhé. Và nó đặc biệt là cái chất nó rất là mềm á. Bên trong em có lót thấm mồ hôi cho các chị yêu. 79.000 đồng cho em nhá. Từ 17 cân đến 27 cân em có size. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em 79.000 cho em nha. 79.000 cho em 07 kèm số điện thoại em có đơn này. 79.000 cho em 07 nha các mẹ. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm luôn á. 17 cân đến 27 cân em có size này. Màu xanh cốm này, màu hồng cho em này và màu hoa cam cho em này. Mã hàng cho em là 99.000 nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em mã hàng là 07 váy tơ cao cấp này. Phần trước và phần sau đều có bèo trắng rất là đẹp luôn. Cái này mặc nó nhẹ nhàng tiểu thư lắm mọi người, rất là xinh luôn nhá. Chị nào lấy 07 thì chốt 07 dùm em 79.000 cho em nha. À 99.000 cho em nha. 99.000 đồng cho em nhá mọi người. 99.000 chốt cho em 07 là có đơn nhá. 99.000 cho em 07 đi. 99.000 17 cân đến 27 cân em có size nha các mẹ. 17 cân đến 27 cân em có size. 99.000 cho em. 4 đến 9 tuổi mang vừa cho em nha. 4 đến 9 tuổi mang vừa cho em nhá. Màu cam này đẹp lắm này, màu cam ở bên ngoài nó đẹp lắm. 07 màu cam này, 07 cho em màu hồng và 07 cho em màu xanh này. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 màu xanh và màu cam rất là nổi luôn. Màu xanh cốm này đang là màu hot trend này này. Màu xanh cốm này đang là màu rất là hot trend luôn á. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em 99.000 đồng cho em nhá. 99.000. 99.000 đồng cho em. 17 cân đến 27 cân em có size nha. 17 cân đến 27 cân em có size. Chị nào lấy 07 chốt 07 dùm em là ok nha mọi người. Rồi ok, lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Mọi người chia sẻ like cho em với. Lên tiếp cho em nha, mã số tiếp theo cho em này. Hoa nhí này còn size gì đó. Đây cái hoa nhí này em lên luôn 08. Rồi mã số tiếp theo lên 08 cho em này. 17 cân đến 22 cân cho em 08 này. Mã hàng tiếp theo nha, 08 này. Tặng 79.000 cái luôn này. 08 này. Chất thô boy hoa nhí nha mọi người. 08 79.000 nhưng mà không lượng màu đâu. 17 cân đến 15 cân đến 25 cân em có size 08 này. 25 cân không còn. Hoa 23 cân này, 22 cân này. Đi rồi chị Vi Mai, nếu có nhân viên gọi là đi rồi á. Trên váy 33 cân em hết rồi. Rồi tiếp cho em con này là 08 nha mọi người. 08 cho em này. Size 17 cân đến 23 cân cho em này. 15 cân đến 23 cân nhá. 4 đến 6 tuổi cho em mang vừa váy này. 4 đến 7 tuổi cho em cũng được. 23 cân quay đầu cho em mã số là 08. 79.000 cho em này. 79.000 con này. 08 nha. Chị nào lấy 08 chốt 08 cho em này. 79.000 một cái cho em nhá mọi người. Rất là đẹp luôn. Có hoa vàng, hoa xanh và hoa hồng cho em nhá. Hoa vàng, hoa xanh và hoa hồng cho em 08. 79.000 cho em đi. Chốt cho em con này là 08 nha. 79.000. 15 cân đến 22 cân em có size nhá mọi người nhá. 15 cân đến 22 cân em có size 08 này. 08 cho em nhá. 08 cho em 79.000 đồng cho em nha. Ngoài đề không có đơn đâu ạ. 79.000 đồng cho em 08 này. Đặt lại giúp bên em nha. Chị nào lấy 08 chốt 08 giùm em nhá mọi người. 08 cho em 79.000 cho em nhá. Úp phát gió cay hình này. Sang lên 900 rồi giờ. 08 cho em nhé mọi người nhé. Chốt cho em con này là 08 cho em với giá là 79.000. 17, 15 cân đến 23 cân em có size nhá. Hoa nhí chất liệu của em là thô boy cao cấp cho em. Hoa nhí rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé. Hoa nhí rất là đẹp luôn. Chị nào lấy 08 chốt 08 dùm em là có đơn nhé. 08 ạ. Cái này lên là 08 dùm em nhé mọi người. Hoa nhí rất là đẹp này, màu xanh này. 08 cho em đây là màu vàng bông nhí này. 08 79.000. 08 cho em đây là màu hoa hồng này. Màu hoa hồng cho em 08 này. 08 lên cho em màu này là hoa vàng cho em nhá. 79.000 một cái thôi. Chất thô boy cao cấp cho em rất là đẹp luôn. 79.000 đồng cho em nha mọi người. 79.000 đồng giúp em. Chị nào lấy 08 thì chốt 08 giúp em nha mọi người nhá. 08 cho em 79.000 size 23 cân quay lại cho em là có đơn nhá. Dáng baby doll rất là đẹp, tay bồng này. Cái này là tay bồng cho em rất là xinh luôn nhá. Chất thô boy không nhăn không nhầu,
không bị co rút vải cho em. Đó, dáng baby doll chị nói 08 trước 08 cho em nha mọi người ơi. 08 nha. Đó, trước 08 cho em nhá mọi người nhá. Rồi tiếp lên cho em mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này. 08 đúng rồi. Đây, giấy dây 2 dây màu hồng. Mã số tiếp theo này 09 này, đọc sai đi em. Rồi mã số tiếp theo cho em 09 này. Mã số tiếp theo nhá. Size 17 cân đến 27 cân em có size 09 này, váy xốp mềm cho em nhá. Cái này là váy xốp mềm cho em với giá là 89.000 sale luôn này. 89.000 cho em mã này lên là 09 xốp mềm cho em rất là đẹp luôn. Cái này chất xốp cao cấp, nó mặc rất là nhẹ rồi nha mọi người, thấm mồ hôi này. Co giãn cho em 17 cân đến 27 cân cho em mã số là 09 này. 89.000 một con luôn, váy xốp này đẹp lắm. Cái này khách đến mặc đẹp lắm luôn á. 09 nhá, 89.000 cho em 09 này. Size cho bé là từ 17 cân đến 27 cân, em có size 09 cho em váy 2 dây này. Đó, rất là đẹp luôn, 09 nhá. 89.000 cho em nha mọi người. 89.000 chốt cho em con này, mã số là 09 giùm em nhá. Xốp mềm. Các chị ơi cứ đặt hàng đi nhá. Có cái gì thì nhân viên nó sẽ gọi chốt đơn cho các chị nhá. M50 cái gì? Cái gì M50 mà mặc vừa hay không hả? Mã bao nhiêu? 09 nhá mọi người, cái này lên cho em 09, 89.000 cho em này. 89.000 thôi nha, chất xốp mềm co giãn cho em bao kiểm hàng. 17 cân đến 27 cân em có size 4 đến 8 tuổi mang vừa nhá. 4 đến 8 tuổi cho em nhá mọi người, chị nào lấy 09 chốt 09 cho em nhá. Cái gì đấy? 09 màu xanh, màu hồng và màu trắng cho em, màu trắng đẹp lắm. Cái này màu trắng rất là đẹp luôn á. Mặc màu trắng hầu như màu trắng là nó sẽ không kén da ấy. Mà các chị cho các cái này thì toàn mặc đi chơi đúng không? Đi chơi thì em khuyên lấy màu trắng cho em, mặc đẹp lắm. 17 cân đến 27 cân em có size là giá 89.000 một cái thôi nhá. Váy cao cấp 180-200 em tặng 89.000 cái cho em 08 này. Chị nào lấy 08 chốt 08 à 09 nhá, 09 89.000 nhá. 09 89.000 cho em. 09 cái này là 09 nha các mẹ. 09 89.000 cho em nhá. Đó, màu trắng, màu hồng và màu xanh cho em 09 89.000 đồng cho em. Chị nào lấy 09 thì chốt 09 cho em nhá. 89.000 đồng cho em. 17 cân đến 27 cân em có size nhé, 4 đến 8 tuổi mang vừa. 17 cân đến 27 cân em có size 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em 09 89.000 cho em nha. 09 cho em 89.000. Rồi ok, đợi xíu lên phải có tay. 09 89.000 nha mọi người. Chị nào lấy 09 chốt 09 cho em nha mọi người ơi. 89.000 cho em này. Ờ, cái 3 bông hoa này 15 đến 20 cân đúng không? Màu gì, màu vàng à? Rồi mã số tiếp theo này. Lên trên này. Mã số tiếp theo lên này khác. Rồi mã số tiếp theo lên trên này. À, đây hoa mặt cười, hoa mặt đây cái đỏ đỏ này hết chưa? Cái này em sale luôn này. Cái này lên cho em size 17 cân đến 25 cân cho em không, mã số 10 này. Tiếp cho em nhá. Con này lên cho em mã hàng số 10 này. 17 cân đến 25 cân em có size mã số 10 cho em này, váy nhá. Váy cổ nâu này, tặng luôn 79.000 luôn mã số 10 cho em này. 17 cân đến 27 cân em có size mã số cho em là 10 giúp em nha. Chất liệu cũng là thô boy cao cấp cho em, rất là mềm luôn này. Đây mã này lên cho em là 10 giúp em nhá. Mã số 10 79.000 thôi nhá. Sale luôn 79.000, 17 cân đến 27 cân em có size, chất liệu cũng là thô boy mềm cho em mã số 10. Mã số hàng số 10 cho em nhá, 79.000 cho em. 08 á, 08 là cái gì nhá? 08 không vừa mét. 08 mét rưỡi không vừa đâu chị ạ. 08 mét rưỡi không vừa đâu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 10 cho em với giá là 79.000, 17 cân đến 27 cân em có size mã số 10 này, váy thô boy này. Cái này là thô boy cao cấp cho em mã số 10 nha mọi người nhá. Chất thô boy rất là đẹp luôn này. Đó, co giãn 4 chiều cho em này, mã số 10 giùm em nhá. Con này lên là mã hàng số 10 cho em 79.000 đồng cho em này. Đó, rất là đẹp. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000, 79.000 đây là bếp chính của nhà em đấy, các chị cứ like bếp và có vấn đề gì thì inbox cho em nhá mọi người nhá, có nhân viên trực bếp đấy. Rồi mã số 10, cái này lên là 10 chất thô boy rất là đẹp, cái này mặc màu lên nổi lắm, cái này mặc chủ ảnh rất là đẹp luôn á, mà chất nó mát lắm, không nhăn không nhầu cho em 79.000 một cái, còn ít thôi sale nhá, còn tầm 20 cái sale 79.000. 17 cân đến 27 cân em có size, mã số này lên cho em là 10 nhá các mẹ ơi. Mã số 10.3 liên tục lên cho em với nào. Tương tác thả tin thả like liên tục lên cho em với nhá. Đó, chị nào lấy 10 chốt 10 cho em nha các mẹ nhá. Lên quần nhá. À đây, cái này sale luôn này, mã số 11 cho em này, đọc sai đi. Mã số tiếp này 11 cho em, 15 cân đến 20 cân cho em còn mấy cái, em sale 49.000 không lựa màu luôn này. Mã số cho em thấy sọc này là 11 nha. 11 49.000 cho em này. À, thu hồi vốn luôn này. À, quần ống le còn. Mã số này lên là 11, hôm nay váy 37 cân em không có nhá. Hôm nay 37 cân em không có, hôm nay còn toàn size bé thôi. Rồi mã số tiếp lên cho em là mã số 11 này. Đây con này lên cho em mã số này là 11 giùm em này.
Size cho bé là từ 15 cân đến 20 cân, em có size nhé mọi người nhé. 4 đến 6 tuổi mang vừa váy này cho em không lựa màu, còn ít em sale 49.000 luôn nhá. Còn một ít sale 49.000 cho em mã này lên là 11 giùm em nhé mọi người. 11 giúp em nhá, chị nào lấy 11 chốt 11 cho em 49.000 này. 49.000 cho em nha. 11 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Xin dám xin che đi nếu lớp tự nhiên để bảo chị đi làm đằng này. Cái gì? Cái chị ở trên mưa bên này. Ở trên trận mưa. Nói chuyện. Ngày thì thôi. Ngày ông thì thôi. Thái, ý là xin dám xin che là chị làm cả ngày cả đêm đúng không? Sau chị với chị đang đi làm công ty. Nhá. Thế là mai chơi đến. Không làm. À. Đang đi làm công ty thì làm gian. Rồi đúng rồi, mã số 11 cho em nha. Cái gì nhỉ? Mã số là 11 cho em với giá là 49.000 đồng cho em nhé mọi người. 49.000 cho em 15 cân đến 20 cân, em có size 49.000 cho em nhé. 49.000 chốt cho em con này là 11 này. Mã hàng cho em là 11 giúp em nhá. 49.000 chấm bài liên tục lên cho em với nào. 11 49.000 đồng cho em. 15 cân đến 20 cân là em có size nhé mọi người. 15 cân đến 20 cân là em có size, chị nào lấy 11 chốt 11 cho em 49.000. Chất đuối tơ không nhăn không nhầu nhé. Còn một ít xe 49.000 luôn này. 15 cân đến 20 cân thì tầm 5 tuổi quay lại đấy nhá. 5 tuổi quay lại cho em. 11 nha mọi người. 11 kèm số điện thoại nhá mọi người. 49.000 cho em nha. 49.000 đúng rồi. Tương tác liên tục lên cho em với năm. Tương tác liên tục cho em nhá. 11 cho em 49.000 này. Rồi tiếp cho em mã số tiếp theo này. Người chia sẻ like cho em với nhá. Mã số tiếp này. Đây hết cho em. Mã số 12. Tiếp này, cái này sale 79.000 cái luôn này. Mã số 12 này, em có mã số 12 size 17 cân đến 22 cân, mã số lên cho em 12 váy bèo 79.000 luôn nhá. Mã này lên là 12 tiếp này. 79.000 còn ít em sale luôn 79.000 hàng cao cấp này. Váy bèo 2 dây nhá, chốt em con này là 12 79.000 cho em nhá. Không lượng màu đâu vì cái này em cũng hết rồi á. 79.000 hàng 180 200, bây giờ tặng 79.000. 17 cân đến 22 cân, em có size 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em con này. Chị Kim Dung lên số điện thoại chị ơi. Đây lên là 12 này, 79.000 này, 12 nhá. Đây lên cho em mã số 12 79.000 đồng cho em nha mọi người. 79.000, 17 cân đến 22 con em có size nhá. 12 Kim Dung này. Kim Dung ok này. Chip bà chip bé gái 40 cân của con chục nào không em? Không. Hiện tại hết mất chip rồi chị ơi. Hiện tại là em chưa lấy được quần chip nữa nha, em đang hết rồi. Tiếp cho em mã số 12 này. Đi đơn cho em 100.000 đồng giúp em nha các chị nhá. 12 22 cân quay đầu cho em 79.000, cho em mã số này lên là 12 giúp em nhá mọi người. 79.000 từ 17 cân đến 22 cân em có size nhá. 17 cân đến 22 cân em có size nhưng mà không lựa màu đâu, 79.000 hết rồi. Cái này đẹp lắm, cái này hôm trước bán được 140 mấy nghìn á. Mà cháy hàng luôn, không có size luôn á. 17 cân đến 22 cân thì tầm 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em váy này, hai dây bèo ngực nha mọi người. 79.000 một cái cho em mã số này lên là 12 giúp em nhá. Mã số cho em là 12 giúp em nha các mẹ nhá. Chị nào lấy 12 chốt 12 cho em nhá. 79.000 đi. 12 nhá. 79.000 22 cân quay đầu cho em nhá. 17 cân đến 22 cân. 17 cân đến 22 cân cho em 79.000. Em thề các chị luôn, cái váy này mà bán có 1.000 tiền lãi nào á, em mất lộc luôn ấy. Cái váy này đang xả rất là lỗ luôn này. Mà chất nó đẹp lắm, nó là chất tơ ấy. Nó là dạng tơ cao cấp, nó rất là mềm á, không nhăn không nhầu á, mặc mát lắm. 79.000 cho em mã số này là 12 giùm em nhá. Chị nào lấy 12 chốt 12 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 12 79.000 này. 17 cân đến 22 cân em có size nhá. 17 cân đến 22 cân em có size này. Rồi lên cho em form hai dây này, hai dây nhá. 89.000 này. Rồi lên cho em mã số 2 dây này. Đây hai dây này, hai dây này rất là đẹp luôn này. Hai dây nhá mọi người ơi, cho em mã hai dây này, size cho bé là từ 15 cân đến 25 cân, mã số cho em là 13 này, váy 2 dây nhá, 2 dây chất thâu boy này, 2 dây nhưng mà bản của em là nó là bản to nhá, 15 cân đến 25 cân, 4 đến 7 tuổi mang vừa cho em váy này với giá là 89.000 cho em này. 2 dây mã số này lên là 13 giùm em này. Đấy con này lên cho em mã số này là 13 79.000 à 89.000 xin lỗi mọi người. 89.000 cho em váy 2 dây nhá, 2 dây đắp ren ngực này. 15 cân đến 25 cân là em có size nhá. 15 cân đến 25 cân là em có size cho em màu hồng với lại màu vàng này. Mã tiếp lên là 12 đi. 12 nhá, váy công chúa có nhá, váy 35 40 cân hiện tại hôm nay em đang hết rồi. Mã này lên là 13 nhá mọi người đúng không? 13 10 13 đúng không? 13 nhá, màu hồng với màu vàng cho em mã số là 13 cho em với giá là 89.000. 15 cân đến 25 cân cho em 4 đến 7 tuổi mang vừa cho em váy này. Chất liệu của em là thô boy nhá mọi người nhá. Ở phần sau em có phối dây thắt eo cho các con này. Váy rất là đẹp luôn, dáng baby doll nhá mọi người, rất là xinh này. Cái phần nơ này thì phối liền nhá mọi người nhá. Cái phần nơ này phối liền với váy luôn này.
89.000 15 cân đến 25 cân. Mã số cho em là 13 đi. 13 kèm số điện thoại nhá. Bộ dài tay hiện tại em không có. 13 nhá, chị nói 13 chốt 13 cho em nhá mọi người. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho ai cho em này. Chốt cho em mã này là 13 cho em, 89.000 cho em nhá. 15 cân đến 25 cân đi. 15 cân đến 25 cân cho em nhá. Rồi mã số tiếp theo cho em này, mã số 14 này. Lên quần nhá mọi người nhá, lên quần cho em này. Mã số tiếp theo cho em, mã số này là 14 này, quần ngố này. Đây lên quần cho em này rất là đẹp luôn này, quần cao cấp cho em này. Ui đẹp lắm, quần bây giờ sale luôn này. Mã số tiếp cho em là quần ngố này, mã số 14 này. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân cho em, mã số cho em là 14 này, quần ngố cho em nhá. Bán tặng cho các chị này, 69.000 một cái cho em quần ngố lưỡng cho em mặc tới gối nhá. Cái này mặc tới gối nha các mẹ nhá. Đấy mặc tới gối cho em này. 15 cân đến 35 cân thì tầm 4 đến 10 tuổi em mang vừa tặng. 69.000 một cái quần bò giấy rất là mềm co giãn cho em này. Rất là thích luôn, nó co giãn rất là mềm luôn nhá, dáng ôm nhá mọi người. Mã này đây là 14 cho em quần ngố đi, 69.000 thôi nha. Rất là nhiều hình nhưng mà không lựa hình đâu các mẹ nhá. Có rất là nhiều hình nhưng mà không lựa hình đâu, 69.000 một quần cho em. Mã số cho em là 14, 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá, 69.000. 69.000 đồng cho em, 14 kèm số điện thoại cho em nhá mọi người. 14 kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Váy hoa vàng phía sau. Hoa này á hả? Hoa này em lên rồi mà. Hoa này là 07 này. 899.000 này. Rồi chị nào lấy 14 chốt 14 cho em, 69.000 thôi nha. Bò giấy nha các mẹ nhá. Bò giấy này đi học hay đi chơi đều rất là ok luôn. Chuẩn bị đến mùa nghỉ hè này các con thường mặc các cái quần này đi học thêm á, rất là tiện. 69.000 một quần thôi nhá. 15 cân đến 20 đến 35 cân. 15 cân đến 35 cân em có size cho em mã hàng là 14 đi. Lựa hình ngẫu nhiên dùm em nha các mẹ nhá. Cạp lưng thun mềm, chất mềm co giãn cho em, mã số cho em là 14 nha mọi người. 69.000 cho em 14 kèm số điện thoại nha. 69.000 chốt cho em 14 này, quần ngố nhá. Váy hoa hiện tại 30 cân em hết mọi người ạ. 14 nha mọi người, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em, 69.000 đồng nha. 14 kèm số điện thoại cho em, chia sẻ like giúp em nào. 15 cân đến 35 cân em có size nhá các mẹ. 15 cân đến 35 cân em có size nha các mẹ ơi. Mã số cho em là 14 cho em, 69.000 đồng. 69.000 đồng một quần. Bộ dài tay không có đâu bác ơi, vì bên nhà em bây giờ mùa hè đang nóng á. Bộ dài tay thì phải tầm 2 tháng nữa. Rồi mã số này lên cho em là 14 nha các mẹ nhá. 14 kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em này, 69.000 một quần thôi. 69.000 cho em nhá. 15 cân đến 35 cân em có size, 4 đến 10 tuổi mang vừa. 15 cân đến 35 cân cho em nha các mẹ nhá. Từ 15 cân đến 35 cân. 69.000 một quần cho em. Chị nào lấy 14 chốt 14 quần ngố nha mọi người nhá. 14 là quần ngố cho em, 69.000 cho em. Đó 14 cho em nha, 14 kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em nha các mẹ nhá. Không lựa hình đâu, cái một xíu cái hình này thôi lựa ngẫu nhiên cho em với nhá. Một xíu hình thôi lựa ngẫu nhiên cho em với nha các mẹ. 14 69.000 cho em nha. 69.000 đồng cho em, mã hàng là 14 này, chất đẹp lắm. Có 69.000 cái bằng bắp phở luôn ấy, vẻ dã man luôn mà chất quan trọng là cái chất nó đẹp mà mềm lắm. Rất là mềm nhá, 69.000 tri ân luôn, hàng trăm rưỡi trăm tám tặng 69.000 này. 14 kèm số điện thoại cho em nha. Mã số 14 nhá, không có áo nhá, không có áo đâu. Đó 14 kèm số điện thoại cho em, 69.000 quần ngố nhá mọi người. Quần ngố cho em nha. Đó 69.000 cho chốt cho em là 14 này. Rồi lên tiếp cho em quần quần sóc nhá. 14 là quần ngố nhá, 69.000 15 cân đến 35 cân em có size 69.000, lựa hình ngẫu nhiên. Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhá mọi người. Nhớ là lựa hình theo ngẫu nhiên cho em, 69.000 cho em này. Nên mà lại không được chứ. Rồi ok nha, chị nào lấy 14 chốt 14 nhá. Đây là 07 này, đúng không? Cái này là 07 nhá các mẹ. Mã này là 07 cho em, size 17 cân đến 27 cân cho em, 07 với giá là 99.000 cho em, 07 nhá, váy tơ nhá. Cái này lên cho em 07 này, 17 cân đến 27 cân em có size 99.000 cho em, mã này là 07 này. Nhá, 07 99.000 váy tơ cao cấp rất là mềm, em có màu xanh và màu cam. Màu xanh và màu cam cho em 07 này. Đó, chị nào lấy 07 chốt 0799.000 cho em, 07 nha. 0799.000 đồng cho em nhá mọi người. 17 cân đến 27 cân, 49 tuổi nam vừa cho em, 07 váy tơ nhá. Cái này là tơ cao cấp rất là đẹp, 99.007 này. Chị nào chưa đặt thì hãy comment nhá. Màu cam này, màu hồng 07 này và màu xanh 07 cho em 99.000 này. Đó, chị nào lấy 07 thì chốt 07 cho em 99.000 nha mọi người. Rồi lên tiếp cho em quần sóc đùi này. Rồi mã số tiếp theo này. 14 là quần ngố nha mọi người nhá. 14 là quần ngố rồi. Ok lên quần sóc cho em này. Quần sóc đùi nhá. Mã số tiếp theo lên cho em là mã số 15 này. Đây mã số 15 quần sóc đùi này. Đây,
lên quần sóc đùi cho em nhá. Quần sóc đùi cao cấp cho em này. Đây lên sóc đùi này, mã số cho em là 15. Quần sóc đùi cho em siêu mềm và siêu co giãn luôn. Đấy đây này em này, thấy rất là co giãn như một cái quần cốt tông luôn cho em. Sóc đùi cho bé gái này, size 15 cân đến 40 cân em có size quần sóc đùi. Mã hàng cho em là 15 nhá. Tri ân sóc đùi với giá cũng chỉ có 69 nghìn một cái cho em sóc đùi này. Mã này lên là 15 cho em đi. 15 kèm số điện thoại nhá. 15 kèm số điện thoại cho em 69 nghìn một quần, 69 nghìn một quần cho em. Đấy, bao chất bao giá cho các mẹ nhà mình luôn, rất là nhiều kiểu nhiều hình nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhá. 69 nghìn cho em mã số là 15 đi quần sóc nhá. Các chị ghi là quần sóc hoặc là quần tờ ghi là 15 là được nha các mẹ nhá. 69.000 sóc đùi 15 cân đến 40 cân em có size. 15 cân đến 40 cân em có size quần sóc đùi này, có quần dài nhá. Có quần dài. 05 là cái gì? Hết rồi. 05 hết rồi nhá. Mã số cho em là sóc đùi nha mọi người ơi. Sóc đùi 69.000, mã hàng cho em là 15 cho em. Từ 15 cân đến 40 cân em có size quần sóc đùi này, 69.000 một quần thôi nhá. Bao chất bao giá cho em này. Em ơi nhận đồ rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Diệp Dương Diệp An nhá. Đây nó rất là mềm luôn các chị, nó mềm lắm. Co giãn 4 chiều cho em nhá. Mặc siêu thích luôn này, đi chơi rất là đẹp luôn. Thoải mái cho em, cạp lưng thun nó cũng mềm nha mọi người. 15 cân đến 40 cân em có size sóc đùi này, 69.000 thôi nhá. Size to đùng 69.000. 07 là 99.000 nha chị. Váy tơ 07 99.000 cho em nhá. Váy tơ 07 là 99.000. Rồi ok nha, chị nào lấy sóc đùi comment sóc đùi cho em nhé mọi người. Sóc đùi kèm số điện thoại nhé. Sóc đùi kèm số điện thoại 15 cân đến 40 cân size to đại cho em, 69.000 một quần cho em nha. 69.000 chốt cho em sóc đùi cho bé gái này. Đó, chị nào lấy sóc đùi cho bé gái thì comment cho em sóc đùi này. Cái này hình ngẫu nhiên thôi nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em quần sóc đùi cho bé gái này, 69.000 một quần thôi nha. Rất là đẹp và rẻ luôn, 69.000 bao chất bao giá luôn. Siêu mềm, cái này hàng thông dụng nên là các con hay mặc lắm. Các con thích mặc quần sóc ấy, rất là đẹp luôn. 69.000 một quần thôi nha các mẹ nhá. 69 hiện tại chốt cái gì đấy? 17, 14. Rồi ok nhá, chị nói sóc đùi chốt là sóc đùi kèm số điện thoại nha mọi người nhá. 15 sóc đùi là mã số 15 cho em này. Sóc đùi là mã số 15 cho em, 69.000 đồng cho em nha. 69.000 quần sóc đùi, đúng rồi, mã số là 15 cho em. 15 với giá 69.000 quần sóc đùi cao cấp nha mọi người. Đó, đội hình ngẫu nhiên cho em vốn nha, nó rất là chị nhiều. Chị Hương Lài hôm qua lên số điện thoại đi chị ơi. Hương Lài lên số điện thoại nhá. Quần sóc đùi cho em, Hương Lài lên số điện thoại kìa. 69.000 một quần, 15 cân đến 45 cân em có size, 69.000 quần sóc đùi này. Đó, chị lấy sóc đùi chốt cho em mã số là 15 nhá mọi người. Từ 15 cân đến 45 cân là em có size nhá. Từ 15 cân đến 45 cân mặc quần, mặc cái áo phông rất là đẹp luôn, 69.000 một quần cho em. Nói chung cái sóc đùi này dễ kết hợp lắm, mặc với cái gì cũng đẹp. Và quan trọng là cái chất nó rất là mềm ấy, như quần cốt tông luôn. 69.000 cho em nha, 69.000 sóc đùi. 15 cân đến 40 cân là đến tận 40 cân, ít nhất là phải tầm 12, 13 tuổi quay về nhá. 12, 13 tuổi quay về cho em sóc đùi nha mọi người. Sóc đùi cho em. Mọi người chấm bài lên cho em với nào. Chấm bài lên cho em với nào mọi người. Rồi sóc đùi nha, chị nào lấy sóc đùi chốt sóc đùi cho em 69.000 nha các mẹ nhá. 69.000 sóc đùi này. Sóc đùi 15 cân đến 45 cân em có size 69.000 quần sóc đùi nha mọi người nhá. Quần sóc đùi 69.000 cho em. 15 cân đến 40 cân em có size này. À, tiếp cho em này quần quần loe á, có quần loe đây. Quần loe đây, mã số tiếp theo quần loe này, mã số 16 này. Rồi lên quần loe cho em mã số 16 này, 99.000, 15 cân đến 35 cân em có size quần loe này, 99.000 đồng cho em này. 16 nhá, mã số tiếp theo cho em 16 quần loe này, quần loe dài nhá, 99.000, 15 cân đến 35 cân cho em mã số lên là 16 đi. 16 99.000 đồng cho em này, quần loe nhá. Quần loe 16 này. Quần loe là mã số 16 cho em nha. Mã số 16 quần loe 99.000 đồng cho em, váy có váy á. 16 quần loe 15 cân đến 35 cân cho em này. Đó, chất bò giấy co giãn 4 chiều cho em nhé. Chất bao đẹp luôn mọi người, chất đẹp lắm. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. 99.000 quần loe nhé mọi người. 99.000, 15 cân đến 35 cân này em có size này. 4 đến 10 tuổi mang vừa cho em nhé. 4 đến 10 tuổi 15 cân đến 35 cân em có size này. Quần đùi 69.000 chị ơi. Quần đùi là 69.000 cho em. Quần đùi là mã số 15 nhá. Còn quần loe là 16 này. Quần loe là 99.000 cho em nhé. Chất mềm lắm, bao chất bao giá luôn nhé mọi người. Bao chất bao giá luôn, 99.000 cho em quần loe nhé. 99.000 quần loe là 16. 15 cân đến 35 cân là em có size này, nghe thoại này.
15 nghìn thoại này, 15 cân đến 35 cân này, có 369 nghìn quần loe này. Đó chị là lấy quần loe, chốt quần loe mà số là 16 cho em nhá. Đẹp lắm, dáng rất là đẹp, ống vừa phải chứ không phải ống rộng quá đâu nhá mọi người. Quần loe 69 nghìn, mã số là 16, loe dài nhá, quần loe dài cho em nhá. Mã số 16, quần loe 99 nghìn đồng cho em quần loe này. Làm sao ạ? 15 cân đến 35 cân em có sai quần loe. Chị ơi, 5 giờ chiều gọi lại em chốt đơn nhé, bên em đang live chị ạ. Ok nha, chị nào lấy 16, chốt 16 cho em nhé mọi người nhá. 16 nha mọi người, quần le nhá. Ok nha, 16 đúng rồi, 99 nghìn cho em quần le nhá. Quần đùi là 69 nghìn. Tiếp này, lên tiếp cho em quần suông ngố này. Quần suông ngố này, mã số tiếp theo cho em quần suông ngố này. Quần suông ngố cho em này, mã số tiếp theo nhá. Suông ngố tức là ống suông rộng và dáng mặc tới gối cho em suông ngố này, mã số cho em là 17 này. 17 cho em suông ngố này, co giãn 4 chiều cho em mã số 17 này. Em có size từ 15 cân đến 40 cân em có size nhá. 15 cân đến 40 cân cho em mã số cho em là 17 giúp em. 17 cho em này, 17 tri ân quần suông ngố cho em với giá 79 nghìn một quần nha mọi người. 79 nghìn cho em quần suông ngố nhá. Suông ngố giúp em, cạp lưng thun mềm chất, co giãn cho em rất là đẹp luôn. Ống rộng mặc tới gối hoặc qua gối cho em nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size suông ngố này, mã số là 17 đi. 17 79 nghìn cho em nhá. 17 79 nghìn suông ngố giùm em nhá. Suông ngố này. Đó, suông ngố tức là ống rộng nha mọi người, ống rộng nhưng mà dáng mặc tới gối hoặc qua gối nha mọi người nhá. Cạp lưng thun mềm này. Nó rất là mềm co giãn cho em. Chị nào lấy suông ngố chốt là 17 cho em nha mọi người. 79 nghìn một quần thôi nhá, hàng 250 nhà em tặng 79 nghìn cho em suông ngố này. Chấm bài liên tục lên cho em với mọi người ơi. Chấm bài liên tục lên cho em với nào các chị ơi, tương tác mạnh mẽ lên giúp em với nào mọi người ơi. Tự nhiên chả thấy ai. 79 nghìn suông ngố, mã số cho em là 17 giúp em nha mọi người nhá. Size từ 15 cân đến 45 cân em có size suông ngố này. 15 cân đến 45 cân em có size suông ngố nhá mọi người nhá. Suông dài 45 cân hiện tại suông dài em đang hết. Rồi chị nào lấy suông ngố chốt suông ngố cho em 79 nghìn một quần nha. 79 nghìn đồng cho em. Đó, 79 nghìn chị nào lấy suông ngố chốt suông ngố là mã số là 17 dùng em nhá. 17 giúp em nhé mọi người nhá. Chất rất là đẹp luôn, co giãn 4 chiều này. Quan trọng cái chất nó mềm và hàng cao cấp rất là đẹp luôn. Bên ngoài không có giá 79 nghìn luôn ấy. Giá size cho bé 15 cân đến tận 45 cân. Bình thường hàng này bên ngoài bán 200-250 nhà em tặng 79 nghìn cho các chị suông ngố nhá mọi người nhá. Đẹp ạ. 79 nghìn suông ngố là 17 nha. Mặc mùa hè rất là mát, hợp thời trang cho em. Mã số 17 cho em nhá. 17 là suông ngố đúng không? Comment 17 suông ngố cho em có quần váy á. Em có quần váy nha các mẹ ơi, chia sẻ like cho em với nào. Chia sẻ like chấm bài tương tác lên cho em với nào. Suông ngố là mã số 17 cho em, mặc tới gối hoặc qua gối cho em. 15 cân đến 45 cân em có size 79 nghìn. 79 nghìn suông ngố, mã số cho em là 17 nha các mẹ nhá. 17 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. 17 kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các mẹ. 17 cho em suông ngố nha. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em để được gọi chốt đơn nha các mẹ nhá. Quần loe vừa lên cho xong mã số 16 rồi. Quần loe vừa lên xong 99 nghìn. Rồi mã số này lên là 17 cho em suông ngố này, ống rộng cho em với giá là 79 nghìn. 79 nghìn đồng cho em nhá. 79 nghìn cho em suông ngố này. 15 cân đến 45 cân em có size nhá. Có sĩ chọn trên like ok này, cứ cọc trước và đặt trên like giúp em nhá. Ok nha. Rồi ok nhá, chị nào lấy 17 chốt 17 cho em quần suông ngố giùm em nha các mẹ nhá. Suông ngố cho em này, ống rộng cho em với giá là 79.000 thôi nha. 79.000 đồng cho em, chất bao co giãn luôn cho em nhá, rất là mát luôn cho em. 79.000 đồng cho em này, suông ngố nhá. Mã số cho em là 17 giúp em nha mọi người. Suông ngố là mã số là 17 cho em. 79 nghìn, 15 cân đến tận 45 cân em có size nhá. Quần trước là quần loe mã số 16 đây nhá. Đây, quần trước là quần loe đây ạ. Quần loe mã số 16 đây. Quần loe là mã số 16, 99 nghìn, 15 cân đến 35 cân quần loe này. Đây, quần loe là mã số 16, 99 nghìn đồng cho em này. Quần loe này lên là mã số 16 này, 99 nghìn này. Loe nhá, 16 nhá. Loe là mã 16, 99 nghìn cho em. Quần dài có ạ. Suông ngố là mã 17. Phạm Thư lên số điện thoại đi chị ơi. Phạm Thư lên số điện thoại này. Phạm Thư lên số điện thoại này. Mã số này lên là 16. Đây là quần loe 99.000, 15 cân đến 35 cân cho em quần loe này.
Quần loe là mã 16 đây nhá. Lưng dây kéo không có chị Thời Nguyễn Thư nhá. Nhà em bán cho trẻ em nên là lưng chun hết nhá. Mã này là 16, đây là quần loe đây này. Quần loe là mã số 16, size 15 cân đến 35 cân, nghe rõ cân nặng nhá. 99.000 cho em quần loe này. 99.000 cho em quần loe là mã số 16 này. Chị nào lấy 16 cho 16 cho Phạm Thư lên số điện thoại đi ạ. Phạm Thư lên số điện thoại này. 16 là quần loe 99.000, 15 cân đến 35 cân chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá. 16 đi. 99.000 đồng cho em 16 nhá. Quần loe. Quần loe là mã số 16 nhá. Chị Tư Nguyệt đây, chị comment cái gì đấy em chả hiểu cái gì. Tư Nguyệt comment cho đúng mã số. Chị comment là xòe à. Rồi tiếp cho em là quần váy này. Lên tiếp cho em quần váy này. Mã số tiếp theo cho em quần váy này. Mã hàng cho em là 18 này, đúng không? Mã số lên cho em là 18, quần váy này. Đây quần váy cao cấp cho em nhá. Chất bò giấy rất là mềm, co giãn này. Đó, cho nên cái này đều bán cho trẻ em đều là phải lưng thun hết. Rồi chị nào lấy chốt cho em 18 quần bò váy này, quần váy nhá. Tặng luôn 79.000, 15 cân này, 45 cân em có size quần váy này. Quần váy nhá. Cái này lên là quần váy cho em 79.000, 15 cân này, 45 cân em có size quần váy này. Mã số là 18, quần váy nha. Các chị có thể comment quần váy cũng được. Các chị có thể comment quần váy cũng được nha mọi người. 79.000 đồng cho em nha mọi người ơi. Quần dài ống suông có, đợi em xíu nhá. Rồi quần váy này, đó lên quần váy cho em mã số này là 18 cho em nha. 18, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 cho em mã số là 18 đi các mẹ ơi. 79.000 đồng cho em nhá mọi người. 79.000 cho em mã số là 18 cho em nhá. Quần váy nhá mọi người nhá. Không lựa kiểu, không lựa hình nhá. Bên trong em là một cái quần sóc bình thường, cạp dài này. Không hề đúng ngắn luôn nhá. Không hề ngắn đúng luôn. Đấy, cạp dài các con mặc thoải mái, vui chơi, không hề hở hang luôn. Mặc phối hợp phối với lại áo phông rất là đẹp luôn. Quần váy 79.000 một cái thôi. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy nhá. Các chị comment là quần váy giùm em nhá. Quần váy 79.000 đồng cho em này. Quần váy mã hàng là 18, quần váy 79.000 đồng cho em nhá. Chia sẻ like giúp em nhé mọi người. Chấm bài liên tục lên cho em nào. Mọi người có thấy em không ạ? Mọi người có thấy em không ạ? Em chỉ có một màu quần thôi nhá, chị Thảo Trang nhá. Có một màu đấy thôi. Quần váy nhá. Ai lấy quần váy chút, quần váy kèm số điện thoại cho em với giá là 79.000 quần váy này. 15 cân đến 45 cân em có size và không lựa kiểu nhá các chị ơi. 15 cân đến 45 cân ít nhất là phải từ 3 tuổi đến 13, 14 tuổi quay lại năng vừa quần váy cho em. Đây cái form này nó đến tận 45 cân, form rất là to luôn nhá các chị nhá. Quần váy cho em mã số lên là 18 ạ. Hoặc là comment quần váy cũng được. Không lựa kiểu cho em nhá mọi người nhá. Lưu ý là không lựa kiểu cho em với giá là 79.000 quần váy cho em này. Mặc đi chơi rất là đẹp luôn mà chất nó mềm lắm. Cái chất co giãn rất là mềm luôn cho em, bao chất bao giá luôn nhá, cực đỉnh luôn. Đó, dập cúc này, cái này là dập bằng máy luôn nhá. 79.000 cho em này, cạp lưng thun mềm này, 79.000 quần váy này. Đó, chốt cho em quần váy kèm số điện thoại nhá. Quần váy kèm số điện thoại, kèm cân nặng trên một dòng cho em 79.000 quần váy này. Quần loe là mã 16. Quần loe là 16. Rồi, chị nào hỏi cái gì thì hỏi trên một dòng thôi nha. Để em còn thấy, tại vì Facebook nó đang phân phối không cho đọc comment ấy, nên là khó thấy comment lắm. Để chị xong gửi đồ cho chị là sao. Rồi ok nhá, quần váy cho em chốt là mã hàng quần váy cho em nhá. 79.000 15 cân này, 45 cân em có size quần váy này. 15 cân này, 45 cân em có size nhá. Quần váy giúp em nhá mọi người. Quần váy cho em nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn á, cái quần này mặc đẹp lắm, chân gọn ấy. Chân rất là gọn luôn, bé nào mà chân bị to đó là cái phần hông này rất là gọn này. Có 79.000 cái, hàng 180-200 em tặng có 79.000, không lựa hình, không lựa kiểu nhá. Quần váy giúp em nha. Chị nào lấy quần váy chốt quần váy 79.000, tắt điều hòa đi cái này. Quần váy 79.000 đồng cho em. 15 cân đến 45 cân có size 79.000 quần váy cho em nha mọi người. 79.000 chốt cho em quần váy là có đơn này. Đó, quần váy kèm số điện thoại 79.000 đồng cho em. Lựa hình ngẫu nhiên dùm em nha các mẹ nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Chị Hiền Phạm lên số điện thoại đi chị ơi. Hiền Phạm lên số điện thoại cho em nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhá. Lựa hình ngẫu nhiên, bao chất bao giá luôn, đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em. 79.000 quần váy này. 79.000 một cái thôi nhá. Đẹp lắm. 79.000 một cái, không lựa hình, không lựa kiểu đâu các mẹ ơi, lựa ngẫu nhiên cho em với. Hiền Phạm lên số điện thoại nhá. Váy canh này mặc là đến 27 cân cho em nhá. Rồi Hiền Phạm lên số điện thoại. 15 cân đến 45 cân em có size nhá mọi người. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy. 79.000 chốt cho em quần váy kèm số điện thoại, kèm cân nặng trên một dòng cho em nhá mọi người. Quần váy nhá. Chị nào lấy quần váy chốt quần váy cho em 79.000 cho em quần váy nhá. Rất là đẹp luôn, 79.000 chốt cho em này. Đó.
đó, rồi lên cho em một cái quần dài nữa này, mã số tiếp theo này, mã số tiếp theo quần bom dài này, quần bom này mã số lên cho em là mã số chị Thúy Trang có rồi chị ơi, chị Trang có rồi, hôm mình một lần thôi ạ. Lên quần dài nha mọi người, lên quần dài cho em này, mã số cho em là 19 này, quần dài bom gấu nhá. Đây là quần dài ống bo gấu cho em này, quần dài mã số cho em là 19 này. Em có size từ 17 cân đến 45 cân cho em dáng bom gấu này. Đây dáng bom gấu rất là đẹp mà cái chất của em các chị ơi đỉnh luôn, các chị được kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Quần bom gấu này 99.000 đồng em tặng luôn các chị, giá 99.000. Size từ 17 cân đến 45 cân em có size quần bom gấu cho em. 17 cân đến 45 cân chốt cho em quần bom gấu là mã số là 19 nha. Bom gấu là mã số 19 cho em dáng dài nhá. Cái này là dáng dài to đại này. 17 cân phải 1m4 tuổi trở lên, đến tầm 45 cân 1m5 quay về mang vừa cho em mã này. Lên cho em là 19 nhá mọi người nhá. 99.000. Bên ngoài đang bán 250. Nhà em tặng 99.000 cho các bác luôn, một bằng 1/3 giá bên ngoài luôn. Bao kiểm hàng thoải mái, cặp lưng thun mềm, chất mềm co giãn cho em nhá mọi người nhá. Đây ở phần sau cũng có túi này. Nó rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chị nào lấy quần bom này comment là 19 nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 19, quần bom giấy này, à quần bom dài này. Chất bò cốt tông, chất bò zin cốt tông rất là mềm và đẹp luôn. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em mã số này lên là 19 cho em nha. 19 quần bom nhá mọi người nhá. 19 quần bom cho em, 99.000 cho em này. Mã hàng là 19 nha các mẹ ơi, 19 em xuống cho em nhá. Chị Hương Thảo lên số điện thoại đi chị ơi. Hương Thảo lên số điện thoại này. Hương Thảo lên số điện thoại. Quần váy từ 15 cân đến 45 cân nhá chị Hồng Oanh nhá. Hương Thảo lên số điện thoại này. Các chị ơi nhớ lên số điện thoại cho em một dòng hộ em với nào. Mã số kèm số điện thoại trên một dòng hộ em mới năng. Rồi quần này là 19 này, Hương Thảo lên số điện thoại đi này. 19 từ 17 cân. Chị Hồng Nhung lên số điện thoại đi ạ. 17 cân đến 45 cân em có size này. Hương Thảo lên số điện thoại nhá. Đinh Hồng Nhung lên số điện thoại giùm em này. Các chị ơi, mã hàng em có ghi ở trên là mã hàng kèm số điện thoại thì các chị vui lòng là comment trên một dòng giùm em để có đơn ở mã đầu tiên nhá. Các chị không có số điện thoại thì không mua được hàng nha các chị nhá, lưu ý dùng em. Mã số này là 19, quần bom dài 99.000 cho em này. 99.000, Đinh Hồng Nhung lên số điện thoại này. Đinh Hồng Nhung này, Hương Thảo này, lên số điện thoại này. Hương Thảo lên số điện thoại, mã số này cho em là 19 nha mọi người. 19 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nha. 99.000, 17 cân đến 45 cân, form rất là to và đại luôn. 17 cân đến 45 cân em có size 1m1 đến 1m5 quay về mang vừa cho em, mã số cho em là 19 nhá. 19 cho em quần bom giấy, bom dài nhá, dáng dài cho em đẹp lắm. Đây cái này em mặc vừa đó, 1m5 là em mặc vừa đó, nó rất là đẹp luôn nhá. Bông gấu dáng dài cho em 99.000, mã số 19 cho em nha. Chị nào lấy 19 chốt 19, quần dài đi học hay đi chơi đều rất là ok luôn. Đó nhá mọi người, dáng bom rộng cho em này. Đó bên dưới bao chân nhá mọi người. Cái phần bao chân bên dưới nó là chun mềm và co giãn cho em rất là tốt luôn nhá mọi người nhá. Cái này chỉ cần mặc đến mắt cả chân thôi, đừng có mặc dài quá là nó sẽ bị trùng ống. Mặc tới mắt cả chân cho em rất là đẹp, đặc biệt là cái chất nó rất là mềm và co giãn cho em, dày dặn co giãn này, thấm mồ hôi. Chất liệu của em là zin cốt tông nhá mọi người nhá, kiểm tra thoải mái, 99 như một quần nhá. Mã số cho em là 19 đi. 19.99 như một quần cho em nha. Chị nào lấy 19 chốt 19 cho em, 99.000 đồng cho em nhá mọi người. Chị lên số điện thoại chưa? 99.000 cho em, mã số cho em là 19 giúp em nha các mẹ nhá. 19 kèm số điện thoại cho em 99.000. Mã số 19 nha mọi người, quần dài, cái này là quần bom dài cho em nhá, 99.000 đồng cho em. 99.000, 17 cân đến 45 cân. Có nhiều kiểu lắm, lựa ngẫu nhiên hình thôi nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em 99.000. 99.000. Chị nào lấy 19 chốt 19, quần bom dài nhá. Cái này là dáng dài nha các mẹ ơi, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn á, 99.000 đồng một quần cho em, trai gái đều mang được đấy mọi người nhá. Trai gái đều mang được cho em. 99.000, chất bao mềm bao đỉnh luôn, bên ngoài bán 250 nhá mọi người. Bên nhà em bán có 99.000 1/3 giá luôn. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Nha mọi người, 99.000 sợ mua về thấy rẻ quá ấy. Mua về giá trị ngoài thị trường ít nhất phải rơi vào 200-250. Mà size nó to chứ không phải là nhà em bán cái size bé tí đâu nhá. Mua cái quần bé tí là 100.000 rồi mà nhà em size để tận 45 cân á. Size 45 cân là bằng em, 1m5 là bằng em rồi đấy. Là mang vừa rồi đấy. 17 cân đến 45 cân nhá. 1m đến 1m5 mang vừa quần này, 99.000 cho em, mã số cho em là 19 nhá. Mã số hàng là 19 dùm em, 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 19 kèm số điện thoại cho em nhá. 19 kèm số điện thoại cho em, 99.000. Váy cam phía sau em không có 45 cân đâu ạ.
Rồi chị nào lấy 19 chốt 19 cho em 99 nhìn quần dài nhá. Cái này là bom dáng dài nhá. Quần bom dáng dài mã số 19. 17 cân đến 45 cân em có size 99 nhìn cho em. Rất là đẹp luôn, cái quần này đẹp lắm. Bán bao nhiêu cái quần này không hết hot luôn á. 99 nhìn không lựa hình nhá. Hình ngẫu nhiên cho em. Loại hình ngẫu nhiên cho em nha các mẹ ơi. Hình ngẫu nhiên nha. 99.000 tại vì mỗi hình nó mỗi size khác nhau nên các chị không lựa hình được đâu. 99.000 17 cân đến 45 cân 99.000 mã số là 19 dùm em. 19 kèm số điện thoại dùm em nhé mọi người nhé. Ship toàn quốc là 30.000 nha mọi người. Xăng rất là đắt, vài hàng em bán rất là rẻ rồi nên là không thể miễn ship được. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em. Mã hàng là 19 dùm em nhé. 99.000 cho em nhé. Rất là đẹp luôn. Mã số 19, 99.000 quần dài nha mọi người. Không mua hơi phí hết. Không mua hơi phí, có 99.000 một cái. 99.000 cho em nhá. Chị nào lấy 99.000 chốt mã số là 19 giùm em. Bom dài nha mọi người nhá. Quần bom dáng dài cho em, đẹp lắm luôn á. Chất nó dày mà nó co giãn dã man luôn á. 99.000 một quần thôi này. Nó mềm lắm, mặc rất là sướng, mặc như không mặc luôn á. Quần nhà em là đảm bảo mặc như không mặc luôn. 99.000 lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Nó có nhiều hình lắm, lựa ngẫu nhiên dùm em nhá. 17 cân đến 45 cân 99.000. Mã số là 19 dùm em nhá mọi người, nó ổn hơn đúng không? 99.000 đồng cho em mã số là 19 cho em nha mọi người nhá. Rồi chị nào lấy chốt 19 nha mọi người, qua mã nha. Sọc đùi là bao nhiêu đấy? Rồi quần sọc đùi lên cho em mã số là 15 này. Quần sóc đùi lên cho em mã số là 15 cho em này. Quần sóc đùi này. Đây, quần sóc đùi là mã số 15 cho em này. Mã số 15 quần sóc đùi này. Em cũng có size từ 15 cân đến tận 40 cân nhá. Quần sóc đùi này siêu co giãn luôn. Đến tất cả các cái quần bò nhà em đều rất là co giãn luôn. Sóc đùi tặng các chị 69.000 cái thôi nhá. Sóc đùi size to đại 40 cân quay đầu. 40 cân quay đầu sóc đùi 69.000 này. 15 cân đến 40 cân em có size quần sóc đùi 69.000 một quần nha. 69.000 sóc đùi này. Đó, sóc đùi cho em 69.000 đồng cho em lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em 69.000 sóc đùi mã số là 15 đi. Hoặc comment là sóc đùi cũng được. Hoặc là comment mã số là hoặc comment chữ là sóc đùi cũng được nhá. 69.000 một quần. Sóc đùi bé gái này. Sóc đùi bé gái nhá. Sóc đùi bé gái nha mọi người. Sóc đùi bé gái cho em nhá mọi người nhá. Sóc đùi bé gái nhà em toàn bán đồ bé gái thôi, không có đồ bé trai đâu. Sóc đùi nha mọi người ơi, sóc đùi cho em 69.000 15 cân đến 40 cân em có size sóc đùi loại hình ngẫu nhiên. Loại hình ngẫu nhiên sóc đùi nhá, 69.000 đồng một quần cho em này. Đó, chị nào lấy sóc chốt sóc cho em 69.000 nha mọi người nhá. Sóc đùi 69.000 15 cân đến 40 cân em có size 69.000 cho em. Mã hàng là 15 hoặc là comment là sóc đùi cũng được. Hoặc comment sóc đùi cũng được, chấm bài liên tục lên cho em với nào. Chấm bài liên tục lên cho em với nha mọi người ơi. Tương tác liên tục mạnh mẽ lên cho em với nào. Mã số cho em là 15 nhá. Sóc đùi 69.000 15 cân đến 40 cân em có size nhá. 15 cân đến 40 cân em có size. Quần sóc đùi 69.000 một quần. Chị nào đặt rồi thì thôi. Chị nào đặt rồi thì thôi nhé mọi người. Không cần đặt lại đâu nhá. Đó, chất siêu co giãn luôn cho em này. Chất đẹp lắm. Co giãn 4 chiều 69.000 một quần thôi nhá mọi người. 69.000 một quần cho em. Mã số là 15 cho em nha. Thôi hình cái gì đấy. Sáu chín nghìn bình luận chấm ghi đâu. 69.000 đồng cho em nha chị. 69.000 mã số cho em là 15. Quần sóc đùi bé gái này. Đó, từ 15 cân đến 40 cân em có size 69.000 nhá. Từ 15 cân đến 40 cân em có size 69.000 đồng cho em quần sóc đùi. Đúng rồi, quần sóc đùi là mã số 15 cho em nhá. Không dùng đơn nhé chị Duyên Quân nhá. Đây là đơn hôm qua gọi điện cho đơn là đi đơn hết rồi. Không dùng đơn nhá. Sóc đùi nha. Cái này là sóc đùi hoặc là mã 15 nha các mẹ nhá. 69.000 một quần thôi ạ. Chắc đẹp lắm, bằng bát phở thôi mà có 45 cân chị ơi, có 45 cân nhá. 15 cân đến 45 cân chốt dự bị cho chị 45 cân này. 69.000 một quần sóc đùi cho em nha mọi người. Rồi ok nha, chị nào lấy sóc đùi chốt sóc đùi mã số 15 nhé mọi người. 69.000 đồng cho em nha. Sóc đùi 69.000, không lựa hình không lựa kiểu này. Đó, không lựa hình không lựa kiểu cho em. 69.000, 15 cân đến 45 cân em có size 69.000 đồng cho em nhé. 69.000 chất bao co giãn luôn này. Đó, nó mềm lắm mọi người ơi, siêu mềm và siêu co giãn luôn á. 69.000, em có cả quần suông dài nhé. Em có cả quần suông dài. Rồi chị nào lấy chốt cho em sóc đùi mã số là 15 nhé mọi người. Quần sóc nha, 69.000 một quần nha. 69.000 một quần nha các mẹ ơi.
Đó, chị nào lấy shop trước, shop mã số là 15 cho em shop này. Từ 15 cân đến 45 cân cho em 69.000, lựa hình ngẫu nhiên nhá. Lựa hình ngẫu nhiên dùm em 69.000, đi đơn 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nhanh nhất nha mọi người. Tại vì quần nhà em bán có mấy chục nghìn một cái nên các chị chịu khó đi đơn 2 sản phẩm được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá. 69.000 shop đùi nha mọi người. Shop đùi 69.000 cho em này. Rồi lên cho em một cái quần suông dài này. Lên quần suông dài nha mọi người. Mọi người chia sẻ like cho em với đi. Tương tác mạnh mẽ lên nha mọi người. Shop đùi đúng rồi. Trời ơi không đúng hình em bán làm gì. Thế không đúng hình em cho các chị kiểm tra hình là kiểm tra hàng làm cái gì. Shop đùi nha mọi người nhá. Quần váy là mã bao nhiêu em? Quần váy là mã 18 chị nhá. Quần váy là mã 18 cho em vừa lên xong. Rồi lên quần suông dài này. Bây giờ mà bán livestream mà được xem hàng mà không bán đúng hình thì bán cho ai? Thế nên các chị bảo là, nên em mới bảo là nhìn mặt mà gửi vàng, được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Rồi chỉ là không lựa hình, các cái hình em dơ đấy là không lựa hình thôi. Rồi chất thì là quá là đẹp rồi. Rồi lên cho em quần suông dài này. Quần suông dài nhá mọi người. Lên lên cho em quần suông dài. Cái mã số cho em là 10 mấy? Mã số 20, quần suông dài này. Size 17 cân đến 40 cân em có size quần suông nhá. Cái này là suông dáng dài này. 1m đến 1m4 quay lại, 1m đến 1m45 quay lại cho em suông dài này. Cạp lưng thun mềm này, ở bên phần trước này có đính cúc rất là đẹp luôn này. Nhưng mà vẫn nó vẫn là cạp lưng thun á. Mã số 20 nhá. Hôm nay chi ân cho em với giá này quần 300.000. Bây giờ em chi ân cho các chị với giá là 109.000. 109.000 suông dài nhá. Lên cho em con suông này có 109.000 thôi ạ. Có một kiểu duy nhất thôi nhá. Suông dài 109.000, size cho bé từ 17 cân đến 40 cân em có size 1m đến 1m45 quay lại mang vừa cho em suông này. Mã số cho em là 20 đi, suông dài nhá. Đây chốt cho em con này là 20 suông dài nhá mọi người. Suông dài mã số 20, không có áo jean. Không có áo jean rồi. Không có áo jean rồi. Rồi ok nhá. Suông dài mã số là 20 cho em 109.000, bao kiểm tra hàng thoải mái cho em, chất bao co giãn cho em nhá mọi người nhá. Shop bán hàng như thế nào, giao như thế ấy, rất hài lòng. Cảm ơn chị Hà Nguyên nhá. Cảm ơn chị. Rồi mã này lên là 20 cho em này. Suông dài đúng rồi nhá. Suông dài cũng comment cho em là suông dài là được, hoặc là 20 là được nha các chị. 20 kèm số điện thoại cho em là được. Có một kiểu như thế này y hình luôn nhá mọi người nhá. Ở phần trước là đính cúc này, đính dập cúc này, còn phần sau là chun mềm này. Đó, phần sau là chun mềm và vẫn có túi này. Đây là phần sau nhá, suông dài 17 cân đến 40 cân cho em 1m đến 1m45 quay lại cho em suông dài với giá là 109 như một cái thôi nhá. Các chị nên thay đổi phong cách cho con một cái suông dài này, là mặc cho nó khỏe khoắn mà nó rộng ấy, thoải mái lắm. Đi học hay đi chơi thì rất là đẹp, mặc đi với giày thể thao đẹp lắm. Suông dài nhá mọi người. Suông dài mã số cho em là 20 nhá. 109 như một cái thôi, 17 cân đến 40 cân em có size nhá. Suông hàng đẹp lắm, cảm ơn chị Đào Hằng nhá. Mã số suông dài là mã số 20. Váy thì em có lên lúc đầu like rồi ạ. Tí nữa em sẽ lên lại váy. Rồi chị nào lấy 20 chốt 20 dùm em nhá các mẹ nhá. 20, 109.000 đồng cho em nhé. 109.000, 17 cân cho đến 40 cân em có size nhé. 17 cân đến 40 cân, 1m đến 1m45 quay lại cho em. Các chị cứ ướm ướm cái chiều cao mà em có đặt đấy, xem vừa với con nhà mình và bằng cái cân nặng đấy thì là mặc vừa cho em nhé. 17 cân đến 40 cân em có size và từ 1m đến 1m45 quay lại. Suông dài, mã số là 20 nhá. Mã số 20, 109 như một cái, bao chất bao giá luôn, rất là mềm nha mọi người nhé. Rất là mềm luôn cho em này. Chị đã không đọc được comment rồi, cho chị một cái điện thoại của em đi. Mã số là 20 cho em nhé mọi người, đẹp lắm. Chất bò giấy zin cốt tông nó rất là mềm và co giãn cho em, mặc siêu thích luôn. 109.000, bên ngoài bán phải ít nhất phải 200-250 một cái đó. Thề luôn, các chị mua cái giá này nó còn rẻ hơn cả giá buôn ấy. 109.000 thôi nha. Thì là xuông dài chốt 20 cho em, đúng rồi, chốt 20 cho em là ok. 109.000 đồng cho em nhé các mẹ nhé. 109.000 cho em mã số 20 nha các mẹ ơi. Rồi lên tiếp cho em này, Yến này. Chị nào lấy suông dài chốt suông dài nhá mọi người. Mã số 20 nhá. Đó, mã số là 20 giúp em suông dài. Rồi lên tiếp cho em Yến này. Yến nhá, Yến quần này. Yến này cũng đang bán rất là chạy luôn vì các con đang đi du lịch rất là nhiều này. Yến này, Yến này đi học hay đi chơi đều ok này. Mã số cho em này, Yến nhá. Mã số 21 cho em Yến này. Yếm cho em là yếm quần nhá. Yếm em chỉ bán một mình cái yếm thôi, không có áo đâu. Không có áo nha, lưu ý là không có áo. Yếm em có size 17 cân đến 40 cân cho em yếm này. Tặng tri ân luôn 99.000 một cái yếm cho em nhá. Áo là tự phối nhá mọi người nhá, 99.000.
yếm cho em nhé mọi người. Lên yếm mã số là 21 hoặc comment yếm cho em là được nhá. Yếm 99.000, 17 cân đến 40 cân này, từ 5 đến 10 tuổi mang vừa cho em nhé. 5 đến 10 tuổi mang vừa cho em này. Kiểm tra đơn hàng Thanh Lê, ok chị này. Mã số yếm là 21 nhá, hoặc comment yếm cho em là được. Lên đầm dây màu hồng ở sau ạ. Xuông dài có màu khác nữa không? Xuông dài em chỉ có một cái đấy, màu đấy thôi chị ạ. Em chỉ có một mình màu đấy thôi nhá. Xuông dài em chỉ có một mình cái đấy thôi. Rồi ok, yếm cho em nhé mọi người. Yếm cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em, chất vào giấy siêu mềm luôn này. Đấy, chất siêu mềm cho em yếm quần nhá. Nó là dạng yếm quần cho em này. Đây là phần sau này. 17 cân đến 40 cân cho em, 5 đến 10 tuổi mang vừa cho em, 99.000 một quần thôi, 99.000 một yếm nhá. 99.000 đồng một yếm cho em. Ở cái phần dây này là cái phần dây điều chỉnh dây ngắn hoặc dài này. Ngắn hoặc dài này, cái này thì em chưa biết thắt nên là em đang cho cái dây vào đây. Các chị về thắt nó lên đây thì là đẹp lắm này. Đó, chị nào lấy yếm chốt yếm cho em nhé mọi người. Yếm 99.000 thôi nha. Yếm 99.000 đồng cho em. 17 cân đến 45 cân em có size nhé mọi người. 17 cân đến 40 cân, xin lỗi mọi người. 17 cân đến 40 cân, 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em nhé. 99.000 đồng cho em. Yếm kèm số điện thoại nhé mọi người. Yếm kèm số điện thoại cho em. Yếm là 21 cho em. Xuông dài là 109.000, mã số 20 nhé chị hội. Chị gì đấy nhá. Xuông dài là mã số 20, 109.000 ạ. Rồi chị nào lấy yếm chốt yếm cho em nhé các mẹ nha. Yếm là mã số 21 cho em nhá. 99.000 cho em nha mọi người. 99.000 yếm nha mọi người nhá. Đó, 99.000 yếm cho em nhá. Mã số 21 cho em. 17 cân đến 40 cân em có size này. Yếm có một mình yếm thôi, không bán áo đâu. Một mình yếm thôi các mẹ ơi. Một mình yếm là đạt 99.000 là rẻ lắm rồi. Chứ bây giờ mặc áo cả set như thế này 99.000 thì em bán nhà luôn. Yếm 99.000 nha, size đến 40 cân. 17 cân đến 40 cân cho em, 5 tuổi đến 10 tuổi, 1m4 quay lại cho em. 1m4, 1m45 quay lại cho em nhá. Các chị lấy mã nào thì comment mã số kèm số điện thoại cho em nhá. Áo thun em không có nhá mọi người. Áo thun em không có nhá. Rồi yếm nhá, yếm kèm số điện thoại 99.000 thôi nhá. Yếm một mình yếm em không có áo nhá, không bán áo nhá mọi người nhá. Mình yếm 99.000 cho em, 17 cân đến 40 cân này là rẻ lắm rồi. Form to 40 cân đến 10 tuổi mang vừa cơ nhá. Chị nào lấy yếm chốt yếm 99.000 cho em này. Yếm nhá mọi người nhá. Yếm này. Rồi mã số tiếp cho em quần ngố là mã số 14 nhá. Rồi lên tiếp cho em quần ngố này. Mã số tiếp theo này, mã số 14 cho em quần ngố này. Quần ngố cho em này, mã số 14 này. Size 15 cân đến 35 cân cho em, mã số 14, 69.000 cho em này. Váy hoa sau lưng em ạ, à, đợi đợi đây rồi em xíu lên cho nhá. Rồi mã số cho em là 14 quần ngố đây. Đây cái này lên là quần ngố nha, 69.000 đồng một quần này. Dáng lửng mặc tới gối nhá, cái này là lửng lửng này, mặc tới gối cho em nhá. Mã số lên là 14 này, 69.000 một quần nhá, có chị uống nước không? 69.000 đồng cho em, chất bò giấy co giãn cho em 15 cân đến 35 cân cho em, 69.000. 15 cân đến 35 cân cho em, 69.000 cho em, mã số cho em là 14 đi. 14 kèm số điện thoại cho em nhá. 14 kèm số điện thoại cho em, 69.000 đồng cho em nha. Quần ngố là mã số 14 nha các mẹ ơi. Mã số 14 cho em 69.000 nha. 69.000, mã hàng là 14 cho em nhá, 69.000. 15 cân đến 35 cân em có size nhá. Còn ngố mà Ngọc Trâm Trần lên số điện thoại chị ơi. Lựa hình ngẫu nhiên, Ngọc Trâm Trần lên số điện thoại, lựa hình ngẫu nhiên 69.000 một cái thôi nhá. Ngố này, ngố ôm, mã số là 14 nhá. Comment là 14 kèm số điện thoại. 14 kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em một dòng cho em, 69.000 quần ngố này. 15 cân đến 35 cân. Sao lên số điện thoại ạ? Ngọc Trâm Trần lên số điện thoại ạ. Ngọc Trâm Trần lên số điện thoại này, Minh Châu lên số điện thoại này. Hai chị lên số điện thoại đi, mã hàng kèm số điện thoại cho em một dòng cho em với các chị ơi. Bé trai nhà em không có rồi. Rồi mã số cho em là 14 nha, 69.000 nha, 15 cân đến 35 cân cho em mã số 14 nha mọi người, lựa hình ngẫu nhiên. Cái gì Minh Châu ơi lên số điện thoại nhá. Minh Châu lên số điện thoại nhá. Đây hình theo ngẫu nhiên cho em quần ngố này, mặc tới gố nhá mọi người. Cái dáng này mặc tới gố cho em 69.000 một cái nhá, 69.000 một quần. Mã hàng là 14 cho em nhá. Ngọc Trân Trần lên số điện thoại. 15 cân đến 35 cân cho em này. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với để được gọi chốt đơn, vì đơn hàng nhà em một cái có 5-60.000 thôi nên các chị chịu khó đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên nhá mọi người. 79.000 à 69.000 được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhá. 69.000 cứ đi đơn cộng làm sao đủ trên 100.000 là đi đơn nhá mọi người nhá. 69.000 mã số là 14 cho em nhá. 15 cân đến 35 cân là em có size này.
15 cân đến 35 cân này em có size 69 nghìn cho em nhé các mẹ nhé. 69 nghìn chốt cho em là 14 này. Ngố nhá, quần ngố cho em nhá. 69 nghìn quần ngố cho em nhá. Đó, nó lại cứ ra cái gì nhá. 69 nghìn quần ngố ạ. 15 cân đến 35 cân em có size nha. Đúng rồi, 69 nghìn mã số là 14 cho em nhá mọi người. 69 nghìn 15 cân đến 35 cân. Có size đấy chị Linh Phương. 15 cân đến 35 cân cơ mà. 69 nghìn một quần nhá. 15 cân đến 35 cân cho em 69 nghìn. Mã số này là 14 nhá. 14 quần ngố mặc tới gối thôi này. Cái này không phải 90 phân đâu, mặc tới gối nhá mọi người. Hoặc qua gối một xíu thôi. Sáng ngố cho em nhá mọi người. Chất bò giấy rất là mềm và co giãn cho em. Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhá. 69 nghìn một quần nhá mọi người. Đó, chốt quần ngố là mã số 14 nhá mọi người nhá. 14 kèm số điện thoại. Và kèm cân nặng trên một dòng cho em với. 69 nghìn đồng cho em nhá. Có 35 cân thì 32 cân là gì? Yếm 99.000 nhá. Quần ngố mã số 14 nha. 15 cân tới 35 cân. Cứ đếm từ số 15 đến số 35 cân là có sai. 4 đến 10 tuổi mang vừa. 69.000 nha. 69.000 cho em mã số là 14 cho em nhá mọi người. Mã số là 14 cho em nhá mọi người ơi. 69.000 mã số 14 nha. Yếm là 99.000. 14 là 69.000. Đây quần này em đang cầm ở mã 14 nha. Cái này em đang cầm ở 14 này. 69.000 này. Ngố nhá, mặc co giãn 4 chiều luôn này. Đi học và đi chơi rất là ok luôn. Mặc với đi với giày thể thao này. 69 nghìn một quần nhá, ngố này. Quần ngố mã số 14 nhá. 14 cho em 69 nghìn đang nhìn gì? Chị Minh Châu lên số điện thoại đi chị ơi. Minh Châu lên số điện thoại kìa. Minh Châu lên số điện thoại chưa? 69 nghìn quần ngố nha. 15 cân đến 35 cân cho em 69 nghìn quần ngố nha mọi người. Rồi mã số tiếp theo là quần còn gì nha, quần váy là mã 18 mà quần suông là mã gì? Suông ngố á. Thôi lên quần váy, mời suông ngố này. Đây tiếp nha, lúc nãy là quần ngố ống rộng thì bây giờ lên cho em quần váy đi. Quần váy là mã 18 đi. Đây quần váy là mã 18 nhá. Rồi quần váy là mã 18 nha mọi người. Quần váy này lên là mã 18 đây nhá. Đây quần váy là mã 18 đây này. Size 15 cân đến 45 cân quần váy này. 79 nghìn này. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải comment lại đâu nhá. Quần váy em lên quần váy đi. 79 nghìn cái luôn nhá. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy này. 79 nghìn quần váy mã số là 18 đúng không? 18 79 nghìn nha mọi người. Mã số cho em là 18 79 nghìn đi. Quần váy nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em đi. Chất bò giấy rất là mềm, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhé mọi người. 79 nghìn một quần, hàng 180-200 em tặng 79 nghìn. Chị nào mà đặt rồi thì thôi, không phải comment lại nhé. Mã số là 18 đi. 79 nghìn quần váy nhá. Quần váy đi. Chất đẹp lắm, bao co giãn luôn á. 18 quần váy nha. Quần váy, quần bò dài có mấy kiểu liền. Em biết chị biểu có à, không biết chị bảo cái kiểu nào. Có mấy kiểu quần váy liền. Rồi ok, chị nào lấy quần váy, chốt quần váy này. 79 nghìn quần váy 15 cân đến 45 cân em có size nhé. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy. Ok nha. Chị nào lấy quần váy thì chốt quần váy cho em nhé mọi người. Mã số cho em là 18 nhé mọi người nhé. 18 cho em này. 18 quần váy này. Từ 15 cân đến 45 cân quần váy cho em lựa kiểu ngẫu nhiên này. 79 nghìn quần váy này. Mã là 18 nha. 18 này. Yếm váy không có nhá. Em chỉ có yếm quần thôi, không có yếm váy. Mã 18 cho em nha mọi người. 18 cho em với giá là 79 nghìn quần váy này. 15 cân đến 45 cân em có size nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em nha các mẹ nhá. Quần dài 42 cân đó. 42 cân có quần bông gấu đây. Quần bông gấu ấy chị đặt chưa? Quần dài thì có quần bông gấu á. Mã số 18 cho em với giá là 79.000 quần váy nhá. 15 cân đến 45 cân quần váy này. Đó, chốt cho em quần váy là mã số 18 hoặc comment là quần váy cũng được nha mọi người nhá. 79.000 thôi, 15 cân đến 45 cân cho em này, size to lắm, 45 cân mét rưỡi quay lại nhá. 45 cân mét rưỡi quay lại. Đó, bên trong nó là một cái quần đùi bình thường mà. Đây, bên trong là quần đùi bình thường, bên ngoài nó là lớp váy đẹp lắm, đúng dài á, không hề hở hang luôn. Rồi chị nào lấy quần váy chốt quần váy kèm số điện thoại nhá. Quần váy kèm số điện thoại mã hàng là 18 cho em này. 79 nghìn một quần nha. 79 nghìn lựa kiểu ngẫu nhiên nhá mọi người.
Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em 79 nghìn đồng quần váy nhá mọi người nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em 79 nghìn đồng cho em nhá. Xin nhận. Quần váy này mặc đẹp lắm. 79 nghìn chị nào lấy quần váy chốt quần váy cho em nhá mọi người nhá. 79 nghìn quần váy nhá. Áo em không có rồi. Áo em không có, mượn mã số 18 nha các mẹ ơi, 18 cho em quần váy nhá, 79 nghìn đi. Quần bom là 19 nha. Nó lại tẹt mới đây. Em phủ nó lại lên đó. Dưới đó. Rồi quần quần bom này, quần dáng dài này, mã số tiếp theo lên cho em mã số 19 này. Đây mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 19 này, quần bom dài nhá. Quần dài đây này, quần bom dáng dài cho em mã số 19 này. Nguyễn Mỹ Anh lên số điện thoại đi ạ. Nguyễn Mỹ Anh ạ. Nguyễn Mỹ Anh lên số điện thoại. Size 17 cân này, 45 cân cho em quần dài 99 nghìn này. Đây bom dài nhá. Cái này là quần bom dáng dài. Quần bom gấu này. Đấy, cái này là gọi là bo gấu đấy. Bo gấu dáng dài. Mã số là 19 này. Từ 17 cân đến 45 cân em có size 1m1 đến 1m5 mang vừa cho em nhá. 99 nghìn một quần. 99 nghìn cho em quần bom dài này. Đó, chị nào lấy quần bom gấu chốt cho em quần bom mã số lên cho em là 19 nha. 99 nghìn một quần. Mã số cho em là 19 cho em nhá. 99 nghìn cho em này. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 này. 99 nghìn. 17 cân đến 45 cân là em có size nhá mọi người. 17 cân đến 45 cân là em có size 99 nghìn đồng cho em. Quần bom mã số 19 nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người. Chị nào mà đặt rồi thì thôi nhá. Mã số 19, 99 nghìn quần bom này. Đặt rồi thì thôi nhá các mẹ ơi, quần bom dài cho em nhiều hình lắm, nó có rất là nhiều hình lựa ngẫu nhiên nhá. Chất liệu thì là một kiểu cho em rồi, chất liệu là một cây vải rồi, nhưng mà cái hình này các chị lựa ngẫu nhiên cho em với 99 nghìn nha mọi người nhá. 17 cân đến 45 cân cho em 99 nghìn, mã số 19 nhá, 19 kèm số điện thoại. 19 kèm số điện thoại cho em 99 nghìn đồng cho em này. 99 nghìn mã số cho em là 19 giùm em. 17 cân đến 45 cân mọi người size to lắm, 99 nghìn cái rẻ lắm, bên ngoài bán 250 đấy nhé, em bán 99 nghìn, bao chất bao giá luôn. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em 99 nghìn một quần thôi nhá. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em nhá mọi người, đẹp lắm. 19 nha, quần bom gấu nhá, 19 quần bom gấu này, từ 17 cân đến 45 cân 99 nghìn, 17 cân đến 45 cân 99 nghìn. Quần bom gấu dáng dài, cái này là dài nhá, quần dài 99 nghìn cho em. Chị nào lấy bom gấu chốt 19 nhá. Đi học hay đi chơi đều rất là đẹp luôn. 17 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m5. Các chị xem con nhà mình mét bao nhiêu thì là vừa đấy mọi người nhá. Từ 1m1 đến 1m5 là size là to lắm. 99 nghìn cho em nhá. Mặc tới mắt cả chân thôi, đừng có mặc dài quá. Cái này mặc dài quá nó không đẹp đâu nhá. 99 nghìn đồng cho em nhá mọi người nhá. 99 nghìn đồng cho em nhá. Có sóc nha, chị ơi có quần sóc nha. Nhận hàng rồi vải đẹp, cảm ơn chị Bảo Linh nhá. 99 nghìn. Biết cái gì? Biết mà. Qua tao hỏi rồi, biết nhưng mà bạn nó bảo không nói. Nó dối là bài đơn của thằng em thôi. Qua chị nói chuyện với Mai rồi. Rồi ok nha, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em quần dài nha. Quần dài cho em mã số 19, 99 nghìn đồng cho em 17 cân đến 45 cân nha các mẹ. 17 cân đến 45 cân cho em nhá. Quần dài này, bông gấu này 99 nghìn cho em. 17 cân đến 45 cân em có size này. Mã số 19 nhá mọi người nhá. 50 cân thì hôm nay em không có size rồi. 50 cân hôm nay em không có size rồi. Quần bom gấu dáng dài 99 nghìn. Chất bò giấy rất là mềm và co giãn cho em nhá mọi người. Siêu đẹp luôn. 17 cân đến 45 cân em có size 99 nghìn. Mã số cho em là 19. Bé trai 1m32. 1m32 vòng nghe 42. À 42 cân. Có nha chị Nguyễn Huệ nhá. Phạm Thủy lên số điện thoại đi chị ơi. Phạm Thủy lên số điện thoại. Nguyễn Huệ ơi mặc vừa đấy chị nhá. Nguyễn Huệ nhá mặc vừa đấy. Nhắc mã số 19 nha, cái này là 19 cho em, 99 nghìn này. Đẹp lắm, trời ơi, cái quần này chắc nó đẹp kinh khủng luôn á. Em bán từ trước Tết tới bây giờ cái quần này nó rất là hot luôn mọi người. Nó hot lắm mà lấy, nhiều lúc lấy còn không được. Lấy còn không được mà em bị chậm hàng của khách cả tuần luôn á. Nhiều lúc còn bị chậm vì là nó đẹp quá. Ngọc Thắm lên số điện thoại đi ạ. Đọc lại hai tên đi. Ngọc Thắm là cái gì đây? Phạm Thủy và Ngọc Thắm lên số điện thoại nhá. Phạm Thủy và Ngọc Thắm lên số điện thoại. Rồi chị nào lấy 19 cho 19 quần dài 99 nghìn nhá. 99 nghìn. Phạm Thủy và Ngọc Thắm lên số điện thoại cho em nha. Hình ngẫu nhiên cho em nha các mẹ ơi. Nhớ đi hình ngẫu nhiên nó không lựa hình đâu nhá. 99 nghìn một quần nha mọi người nhá. Mã số là 19, 99 nghìn cho em nha mọi người. 19, 99 nghìn cho em. Câu tiếp cho em này. Mã số tiếp theo là quần suông ngố này. Có quần suông ngố này mặc cũng đẹp lắm này. Đây lên quần suông ngố cho em mã số 17 à. Đây lên quần suông ngố này, 17 đúng không?
Rồi xuông ngố nhá, ống rộng này. Cái này là xuông ống rộng, nhưng mà dáng này là dáng ngố. Mặc tới gối cho em nhá, mặc tới gối này. Chất đẹp vô đối luôn, quần bé gái nhá. Quần bé gái này, size cho bé từ 15 cân đến 45 cân. Em có size xuông ngố này, đúng không? Xuông ngố với giá là 79.000, cho em mã số là 17 luôn. Tặng quần ngố 79.000 một cái nhá. Ống rộng nhá mọi người nhá. Cái này là ống xuông rộng ấy nhá. À, phải xem con nhà mình mặc có hợp không thì mới chốt được đấy nhá mọi người nhá. Nhiều chị chốt xong bảo sao cái ống nó to thế, vì là ống suông mà nó là ống suông. Lên số điện thoại chị ơi. Thấy chị kia lên chưa? Đọc lại đi. Lên phường Phạm Thủy. Tiếp. Tiền Vinh. Lê Phượng lên số điện thoại kìa. Phạm Thủy lên số điện thoại. Không chốt inbox. Lê Phượng này lên số điện thoại này. Phạm Thủy lên số điện thoại này. Cái gì mà Nguyễn Thắm ạ? À? Đúng không? Rồi nha. Ok, cái này lên là mã số 17 cho em xuông ngố này. Xuông ngố 79.000 cho em xuông ngố này. Mã số 17 nha mọi người. 17 cho em này. 17 cho em này. Cái này lên là mã số 17 xuông ngố ống rộng nha mọi người. Chất bao co giãn luôn, rất là đẹp này. 17 cân đến 45 cân cho em nhá. 17 cân đến 45 cân, chất bò giấy jean cốt tông, nó rất là mềm và co giãn cho em mà rất là thích, không nhăn không nhầu cho em này. Mặc như một cái quần cốt tông luôn ấy. Cái dáng này là dáng ngố suông này, đang rất là hot trend, đang rất là hot trend ở trên thị trường luôn nhá. Người cả người lớn và trẻ em đều đang rất là hot luôn. 79.000 một cái thôi nhá. Tặng chi ân 79.000 này, hàng 250 bên tặng 79.000 cho em này. Bằng 1/3 giá bên ngoài á. Mã số cho em là 17 giúp em nha. Suông ngố là mã số 17 nha. Chị Nguyễn Huệ là đặt mã số bao nhiêu đấy? Các chị ơi, comment mã số cho em đi nào. Mã số kèm số điện thoại nào. Mã số đọc lại mấy chị không lên số điện thoại đi. Chị Lê Phượng lên số điện thoại đi. Lê Phượng lên số điện thoại đi nhá. Lên số điện thoại mới có đơn nha các chị ơi. Không có số điện thoại em không chốt được đơn đâu. Rồi mã số cho em là 17 nha mọi người. Xuông ngố là 17 79.000 này. Xuông ngố là mã số 17 79.000. Xuyến Phạm có rồi. 17 cho em nhá. 79.000 cho em xuông ngố này. 17 79.000 đồng cho em nhá. Xuyến Phạm có rồi. 17 cho em quần xuông ngố cho bé gái. 17 cân đến 45 cân có sai nhá. 17 cân đến 45 cân 79.000 xuông ngố nhá. 17 cân đến 45 cân xuông ngố 79.000 cho em. Chất co giãn 4 chiều này, hình thêu của ngẫu nhiên thôi nhá. Cái này lựa hình ngẫu nhiên cho em nhá. 79.000 xuông ngố nhá. Chị nào lấy xuông ngố chốt 17 cho em. 79.000 cạp lưng thun mềm này, chất đẹp lắm. 79.000 một quần thôi nhá. 79.000 cái quần còn chưa bằng cái quần cốt tông luôn á. 17 kèm số điện thoại đi. 17 kèm số điện thoại cho em nhá. 79.000, 17 kèm số điện thoại cho em. 79.000 một quần. 17 cân đến 40 cân, 45 cân em có sai. 17 cân đến 45 cân em có sai. Quần xuông ngố này chị nào đặt rồi thì thôi. 79.000 nha mọi người. Chị nào đặt rồi comment rồi thì thôi nhá. 79.000 đồng cho em này, xuông ngố nhá. Mã hàng là 17. 17 kèm số điện thoại đúng rồi. Rồi, chị nào lấy 17 chốt 17 cho em nhé. 17 kèm số điện thoại đi. Các chị ơi comment trên một dòng cho em với, chia sẻ like để không bị ẩn comment nhé. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Chị không lên số điện thoại, không có đơn đâu chị Lê Phượng nhé. Em mà bán lừa các chị, em cho các chị kiểm tra hàng làm cái gì? Đó, trời ạ. Em thích mua của shop nào được kiểm tra hàng lắm. Dù là 50.000 cũng được kiểm tra hàng, cũng thích rồi. Đây 79.000 kiểm tra hàng thoải mái nhá. 79.000 kiểm tra hàng thoải mái cho em, đi đơn hai sản phẩm trở lên là được, bò giấy co giãn cho em nhé mọi người. Không đẹp không lấy tiền luôn á, mua giá sỉ luôn không được giá này chứ. 79.000, 17 cân đến 45 cân em có size xuông ngố mã số 17 nhá. 79.000 cho em. 79.000 nhá, size to đùng mã số 17 nhá mọi người. Quần dài không bo có, em có mã này đây. Rồi chị nào lấy xuông ngố chốt 17 nhá. Rồi lên cho em mã này này. Rồi quần dài không bo này từ cái này từ phải từ 20 cân. Rồi cái này lên 22 cân đến 32 cân em có size này. Rồi cái này lên cho em mã số cho em là 22 này, cho em mã số 22 quần ống côn này. Quần ống côn nhá, từ 22 cân đến 32 cân em có size này. Mã số cho em là 22 dùm em này. Mã này lên là 22 cho em với giá là 89. À không, từ từ, nhìn điện thoại cho chị cái xem này.
Em xem từ từ em nhìn lại cái giá của cái quần này, cái 89.000 à? 89.000 à? Đúng không nhỉ? Sợ không đúng giá, nhầm giá chết lỗ vốn ạ. 89.000 à? Nhìn phát nào. Chưa hề nhìn giá luôn. Lấy hàng mà chưa nhìn giá. Rồi cái này lên cho em này. Ui sao không thấy cái quần đấy nhỉ? Nó không đâu, không đi trong toa. Không có toa. Rồi ok nhá, lên cho em quần này 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 cho em size cho bé là từ 22 cân đến 35 cân em có size này. 22 cân đến 35 cân cho em, mã số cho em là hai mấy đấy? Mã số 22 99.000 đồng cho em nhá. Mã số 22 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng cho em quần này, mã số lên là 22 cho em bò giấy nhá. Mọi người coi bản 4 chiều này. Từ 22 cân 5 tuổi trở lên nhá. Đến 35 cân cho em 99.000 cho em. Mã số lên là 22 nhá. Em lên mã số là 22 cho em 99.000. Mã số 22 99.000 đồng cho em nhá. Thì nó lấy 22, chốt 22 giúp em nha các mẹ nhá. Chốt 22 cho em 99.000. Này. Làm chị cứ chốt ở dưới chén chặt. Chị 47 cân, 35 cân để cho vừa. Nhưng mà rút lên này chứ. 12 cân để không vừa lên. Rồi ok nha, 22 cân đến 35 cân em có sai cái này nhá. 22 cân đến 35 cân cho em với giá là 99.000 cho em, mã số lên là 22 này. Quần ống côn nhá, mã số là 22 cho em này. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000, đúng rồi. 99.000 cho em nhá. Size lớn này em 45 cân không có. Chị ơi, cái này em chỉ có size đến 35 cân thôi nhá. Từ 22 cân đến 35 cân cho em 99.000 đồng cho em này. 99.000 mã số cho em là 22 nha các chị nhá. 22 cho em. Không có size 40 cân ạ. Không có size 40 cân đâu, em chỉ có size đến 35 cân thôi mọi người ơi. Size 35 cân cho em thôi nhá. 35 cân cho em tầm 1m4 quay lại nha mọi người nhá. Cái này từ 1m1 đến 1m4 mang vừa, mã số cho em là 22 nhá. Mã số là 22, 99.000 cho em. Chị nào lấy 22 chốt 22 dùm em nhé, 99.000. Mã số 22 cho em quần dài nhá. Đó, chị nào lấy chốt quần ống côn nhá, cái là ống côn này. 99.000 cho em. 22 kèm số điện thoại nhá. 22 kèm số điện thoại 99.000 này. Rồi cái này quần quần gì nhỉ? Quần gì nhỉ? Quần suông dài. Suông dài là mã số 20 à? Suông dài là mã số 20 nhá. Đây, quần suông dài là mã số 20 này. Quần suông dài là mã số 20, cũng từ 17 cân đến 40 cân suông dài này. 109.000 suông dài này. Đấy là suông ống dài nhá, quần dài này. 109.000 mã số đây là 20 này. Quần này là 20, suông dài này. Mã số 20, 109.000 cho em này. Suông dài nhá, từ 17 cân đến 40 cân em có size suông dài 1m đến 1m4 này. 109.000 suông dài, mã số là 20. Mã số lên là 20 cho em. Suông dài nhá, chị nào lấy suông dài chốt suông dài cho em này. Đó, suông dài cho em với giá là 109.000. 109.000 quần suông dài, mã số là 20 nhá mọi người. Chị nào lấy 20 chốt 20 cho em 109.000. 109.000 mã số là 20 dùm em nha. Không báo thun ạ. Suông dài nhá. Suông dài kèm số điện thoại này. Mã số là 20, 17 cân đến 45 cân em có size nhá. 17 cân đến 45 cân em có size quần suông dài cho em mã số 20, cạp lưng thun mềm này. Nhà 109.000 một quần nhá. Không chốt cho chị Hồng Huynh ở đây. 109.000 sao đó? 2, 3 đơn Hồng Huynh à? Ừ. Trời ơi, chốt rồi, ấy vào đấy đi. Lưu chín vào đấy đi. Hồng Huynh là không được chốt hàng cái này vì bom hàng này. Bom thì bom 2 đơn luôn. Bom 2 đơn liền. Rồi mã này lên cho em là 07 đúng không? Đây váy hoa này cho em là 07 nhá. 17 cân đến 27 cân cho em mã số là 07 này. 07 cho em với giá là 99.000 cho em 07 này. 17 cân đến 27 cân em có size nhá, 07. Em toàn bạn bè gái mà em có bạn bè trai đâu. Em toàn bạn bè gái mà. Em toàn đồ bé gái. Thủy Trần lên số điện thoại đi chị ơi. Thủy Trần lên số điện thoại. Thủy Trần lên số điện thoại. Rồi cái này lên cho em mã số này lên cho em, có quần váy nhá, có quần váy nhá. Mã này lên là mấy nhá? 07 nhá, 07 này, từ 17 cân đến 27 cân cho em với giá 99.000, 07 váy tơ này. Đây con này lên là 07 váy tơ 99.000 đồng cho em. Nhá, 07 cho em 99.000. 17 cân đến 27 cân em có size tầm 4 đến 8 tuổi, 4 đến 8 hoặc 9 tuổi cho em thì cái giá này nó. Vi Hiền lên số điện thoại đi ạ. Vi Hiền lên số điện thoại này. Chị gì đấy? Vi Hiền lên số điện thoại.
Thủy Trần. Vi Hiền với Thủy Trần lên số điện thoại. Vi Hiền với Thủy Trần lên số điện thoại cho em nhá. Vi Hiền Thủy Trần lên số điện thoại nhá. Váy không có 40 cân ạ. Váy chỉ còn size 27 cân cái váy này thôi nhá. Mã số cho em là 07 này. Đó, 07 cho em này. 07 17 cân đến 27 cân em có size 99.000 cho em 07 màu cam, màu hồng và màu xanh này. Đó, hai cái màu này bán rất là hot trend luôn này, màu xanh với màu cam này bán chạy cực kỳ luôn này. Màu xanh cũng là màu hot trend năm nay. 17 cân đến 27 cân cho em, mã số cho em là 0799.000 cho em nhé. Chị Vi Hiền lên số điện thoại đi ạ. Vi Hiền vui lòng lên số điện thoại giúp em nhé. Rồi chị nào lấy 07 chốt 07. Nguyễn Bích Phượng lên lại số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Bích Phượng sai số điện thoại. Nguyễn Bích Phượng sai số điện thoại lên lại số kìa. Nguyễn Bích Phượng lên lại số điện thoại sai số nhá. Rồi lên tiếp này, em lên đồ bộ à, lên váy cho các chị tiếp nhá. Còn mã tiếp này cho em là 0 mấy đây. 06 à? 0679. Rồi cái này lên cho em mã số tiếp là 06 này, 17 cân đến 30 cân không lượng màu 79.000 em đang sale này. Con này không lượng màu em đang sale 79.006 này. Đây chốt cho em con này mã số là 06 79.000, 17 cân đến 30 cân cho em nhá. Không lựa màu 79.000, không lựa màu nha. Lưu ý là không lựa màu nha các chị nha, với thanh lý 79.000 này. Không nghe tao nói à? Rồi ok nhá. Không lựa màu cho em 79.000 cho em. 79.000 đồng cho em nhá. Không lựa màu cho em nhá. Mã này lên là 06 cho em này. Lưu ý là không lựa màu nhá. 79.000 màu ngẫu nhiên. Có 3 màu này nhưng mà chọn ngẫu nhiên màu. Tại vì là bây giờ em hết rồi, em sale thanh lý 79.000 đồng cho em nhá. Mã số là 06 dùng em, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 cho em chất số mềm không nhăn không nhầu. 06 đi ạ. 06 17 cân đến 30 cân này. 4 đến 8 9 tuổi quay lại 79.000 đồng cho em nhá. 06 không lựa màu 79.000 cho em. 06 này. 06 nhá. Mấy chị lên số điện thoại chưa? 0679.000 cho em nhé mọi người. Mã hàng cho em là 06, 17 cân đến 30 cân 79.006. Chốt cho em là 06 79.000 đồng cho em nhé. Không lựa màu nha các bác ơi. Không lựa màu giùm em nhé. 79.000 đồng cho em, mã số là 06 này. 17 cân đến 30 cân em có size nhé. 4 đến tầm 9 tuổi mang vừa cho em. 30 cân quay đầu cho em nhé. 79.000 một váy nhá. 79.000 cho em, mã số là 06 cho em nhé. Đó, chị nói 06 chốt 06. Sắt nách rất là đẹp luôn, chất thô đủ rất là mềm và không nhăn không nhầu á. 06 kèm số điện thoại nhá. 06 nhá mọi người. Đó chị nói 06 chốt 06 này. Váy 2 giây là mã số 07. 09 này, tiếp này. Mã số tiếp theo cho em 09 này. Mã số tiếp theo 2009 này, 17 cân đến 27 cân cho em mã số 09, 89.000 luôn, váy xốp mềm này. Đây cái này lên là 09, váy xốp mềm 09 này. Mã hàng tiếp cho em là 09, 69.000 nha mọi người. 69.000 cho em mã hàng là 09 này. 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân em có size 09, 69.000 đồng cho em nha. Chất xốp mềm cho em ở phần sau có phối nơ này. 17 cân đến 27 cân em có size 09 này. Đó, chất xốp mềm 2 giây cho em rất là đẹp mà nha mọi người nhá. Số cao cấp rất là đẹp luôn. 69.000 cho em 09. À quên, 89.000. 89.000 chốt cho em con này là 09 này. 89.000, 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 89.000 cho em 09 này. Zin đùi có chị ơi, có zin đùi nhá. À, các chị comment mã số kèm số điện thoại cho em một dòng cho em với nhá. 09, 89.000. 89.000, 17 cân đến 27 cân, tầm 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhé mọi người. Chất xốp mềm rất là đẹp luôn, cái váy này đẹp lắm. Cái váy này khách đến xốp mặc đẹp lắm. 89.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 89.000 đồng cho em, chị nào đấy 09 chốt 09 cho em này. 89.000, 89.000 kèm màu nha. 89.000, 17 cân đến 27 cân em có size 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em, mã hàng là 09 nhé mọi người nhé. Chia sẻ like lên giúp em với. 89.009, mã số kèm số điện thoại nha. Mã số kèm số điện thoại 17 cân đến 27 cân 89.009 cho em nhé mọi người. Nhớ lên số điện thoại đi nhá. Nhớ lên số điện thoại cho em 89.000. Mã số kèm số điện thoại trên một dòng cho em nhé. 89.009 này. Quần sóc đùi là mã số 15 à? 14 à? Sóc đùi. Rồi tiếp cho em
số tiếp theo này. Mã số quần sóc đùi là mã số 15 nhá. Quần sóc đùi là mã số 15 này. Đây. Quần sóc đùi lên cho em mã số là 15 nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi này, mã số 15 này size cho bé từ 15 cân đến 40 cân này. Quần sóc 69.000 nhá. Mã số 15 cho em quần sóc đùi siêu mềm 69.000 một quần nhá. Mã số là 15 đi. 15 69.000 quần sóc đùi đi. Mã số cho em là 15 69.000 đồng này. Đây lên là 15 69.000 cho em quần sóc đùi nhá. Quần sóc đùi cho em 69.000 cho em này. Mã hàng là 15 cho em đi. Từ 15 cân đến 40 cân em có size nhá. Từ 15 cân đến 40 cân em có size lựa hình ngẫu nhiên. Quần sóc đùi 69.000. Quần sóc đùi cho em 69.000. Mã số cho em là 15 nhá. Siêu mềm và siêu co giãn luôn. Đó, chị nào lấy 15 chốt 15 cho em 69.000 đồng cho em nha. 69.000 cho em mã hàng là 15 giúp em nhá mọi người. 15 69.000 quần sóc này. Có bé quần sóc là được nhá mọi người. Mã số 15 quần sóc 69.000 cho em nhá. Váy hoa sau lưng là 17 cân đến 27 cân, 99.000 váy hoa sau lưng nhá. Rồi chị nào lấy quần sóc chứ quần sóc cho em mã số là 15 cho em là được ok nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên nhá mọi người. 69.000 cho em quần sóc nhá. Chị nào lấy quần sóc chứ quần sóc loại hình ngẫu nhiên thôi nhá mọi người. 69.000 quần sóc mã số là 15 cho em sóc đùi bé gái đấy. Từ 15 cân đến 40 cân. 15 cân đến 40 cân 69.000 mã số 15 nhá mọi người nhá. Sóc đùi là mã số 15, chị nào đặt rồi thì thôi. Đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu. Đặt lại đi hai cái bây giờ. Rồi tiếp cho em váy đây. Cái này phải size 35 phần à. Mã số tiếp này. Đọc mã đi. Rồi tiếp cho em mã số 23 cho em này. Mã số tiếp theo cho em là 23 này. Size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em mã số lên là 23 cho em hai dây bèo ngực cho em nhé mọi người nhé. Hai dây bèo cho em mã số 23 này. Bán tri ân cho em váy này với giá là 99.000 đồng cho em mã số 23 nhé. 99.000 cho em hai dây bèo cho em này. Kèm duy băng nhé. Cái này em có kèm duy băng ở trên buộc ở trên đầu cho em này. Đấy mã số này lên là 23, 99.000. 15 cân đến 35 cân em có size. 15 cân đến 35 cân cho em 99.000 đồng cho em. Chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em nhé. 99.000 này. Đó, chị nói 23 chốt 23, 99.000 đồng cho em màu hồng và màu xanh, màu vàng chứ. Màu hồng và màu vàng cho em 99.000 cho em nhé, 23 giúp em đi. Đó, chị nói 23 chốt 23, 99.000 cho em 15 cân đến 35 cân nha các mẹ ơi. Chất đuổi tơ không nhăn không nhầu rất là mát luôn. Chị nói 23 chốt 23 cho em nhé. Bộ có bộ nhé chị ơi, có bộ nhé. Có bộ nha, váy đấy không có 35 cân đâu. Váy hoa canh đang mặc là mã số 07 á. Rồi ok nha. Chị nào lấy chốt mã số lên là 23 dùm em màu vàng và màu hồng cho em ráng suông nhé mọi người. 99.000 đồng một cái cho em nhé mọi người nhé. 99.000. 15 cân đến 35 cân là em có size này. 15 cân đến 35 cân là em có size. 99.000 đồng cho em nhé. 99.000 nha mọi người nhé. 99.000 cho em. Tiếp này mã số 20. Đây lên cho em áo giấu quần này. À không, à, cái gì đấy nhá. Cái này là cái gì nhá? Váy suông này. Lên váy suông mã số 24 váy suông này. Váy suông 17 cân đến 35 cân cho em váy suông cho bé này. À, hình như có cả màu xanh rồi đúng không? Váy suông cho bé này, cái này phải bỏ túi bóng à? Váy suông cho bé bán tặng cho em với giá là 69.000 một cái nhá. 69.000 váy suông này. 17 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. Váy suông mã số cho em là 24 nhá. Cái này lên cho em mã số 24 váy suông đi, 69.000 thôi nhá. Màu hồng và màu đen cho em 69.000 này. Hồng thì em có hồng nhạt và hồng đậm cho em nhá. 69.000 một cái cho em, chị nào lấy 24 chốt 24 nhá mọi người. Váy suông này, 17 cân từ 4 tuổi trở lên đến tầm 35 cân thì chắc là được 9-10 tuổi mang vừa cho em. 69.000 một váy suông. Mã số cho em là 24 nhá. 24 cho em 69.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000 đi. Váy suông cho em nha mọi người. 24 kèm màu nhá. 24 kèm màu cho em. Màu đen và màu hồng cho em 24 69.000 này. 17 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. 17 cân đến 35 cân em có size 69.000 cho em. Chị nào lấy 24 chốt 24 dùm em. Màu hồng có hồng đậm và hồng nhạt nhá. Có tay rơi, cái này là tay cánh rơi chứ không phải sát nách đâu nha. 69.000 mã số lên là 24 đi. Chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000. Sao dạo này nhiều khách bảo được gọi chốt đơn mà không có hàng thế nhỉ? Mà kiểm tra trên hệ thống không có. Sao ấy nhỉ? Rồi chị nào lấy 24 chốt 24 cho em nhá. 69.000 đồng cho em, mã hàng cho em là 24. À, có nhiều khách lắm. 3-4 khách
nhưng mà BML nên là chốt rồi nhưng mà không đi. Ok nhá, chị nào lấy 24 chốt 24 cho em 69.000 đồng cho em váy suông nhá mọi người. Chất cốt tông tàu cho em rất là mịn và đanh chất cho em này. Rất là mịn và đanh chất cho em 69.000 không, chị kiểm tra lên là không có đơn á, không không có tên trên hệ thống luôn á. Size 35 cân nhá mọi người. Size 35 cân cho em mã số lên là 24 nhá mọi người nhá, 69.000 cho em nhá. Không có trên hệ thống luôn. Em váy này là 07 này. Chị Kathy Hương lên số điện thoại đi chị ơi. Cái gì? Kha Thi Hương lên số điện thoại kìa. Chị Kha Thi Hương lên số điện thoại nhá. Kha Thi Hương lên số điện thoại. Rồi cái này lên là 07 cho em này. 07 này. 17 cân đến 27 cân cho em mã hàng là 07 váy tơ nhá. 99.000 cho em 07 này. Đây cho em con này 99.000 07 cho em nhá. Mã hàng cho em là 07. 99.000 17 cân đến 27 cân em có size 07 cho em màu xanh và màu cam nhá. Đó màu xanh và màu cam cho em 99.000. Xanh cam hồng, chị nào lấy 07 chốt 07 cho em con này, 99.000 cho em, 17 cân đến 27 cân, chị nào đặt rồi thì thôi, 48 tuổi mang vừa cho em nhé, 48 tuổi cho em 07 nha, 99.000 cho em, 07 kèm số điện thoại nhé, 07 kèm số điện thoại cho em nhé, váy 35 cân hiện tại hết rồi chị ạ, 07 99.000 cho em, Kha Thi Hương lên số điện thoại, 07 99.000 cho em này, váy trắng sau không có. Thanh mặc em chưa thay. Thanh mặc chưa muốn thay. Quần váy là mã số 18 nha. Rồi quần váy là mã số 18 đúng không? Quần váy này là mã số 18 này. Size 15 cân đến 45 cân em có size quần váy này. Mã số 18 cho em với giá là 79.000 quần váy này. Quần váy nhá, mã số là 18 cho em. Ui, rất tóc đau quá. Rồi mã số 18 cho em 79.000 cho em quần váy này. Đây lên quần váy nhá. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy nhá. 79.000. Quần váy 79.000, 15 cân đến 45 cân em có size. 15 cân đến 45 à 45 cân đúng không? Từ 15 cân cho tới 45 cân em có size quần váy với giá 79.000. Chốt cho em quần váy kèm số điện thoại nhá. Quần váy kèm số điện thoại lựa hình ngẫu nhiên giùm em. 18 quần váy này. 79.000. Từ 15 cân đến 45 cân em có size. Đầm trắng không có. À, đầm hoa này vừa lên 07 còn gì. Đầm trắng là 09 nha. Đầm hoa là 07. Rồi quần váy này 79.000. 15 cân đến 45 cân quần váy này. Không lựa kiểu đâu nhá mọi người. Không lựa kiểu cho em 79.000 cho em quần váy nhá. 15 cân cho tới tận 45 cân cho em nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size nhá. Đầm sau lưng không có 36 cân. 15 cân đến 45 cân em có size quần váy này. Đó chị nào lấy quần váy chốt quần váy cho em 79.000 nha mọi người nhá. 79.000 quần váy này, mã số là 18 quần váy, các chị chốt là quần váy đi. 79.000 cho em nha mọi người nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhá mọi người, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em quần váy này. Đó chị nào lấy quần váy thì chốt quần váy 79.000 đồng cho em này. Đó quần váy nhá, mã số là 18 đi, 79.000 cho em nha. 79.000 cho em quần váy này. Yếm đây nhé mọi người, yếm này. Yếm là mã số 21 này. Đây yếm này. Yếm nhá, yếm em bán mình yếm thôi không có áo đâu. Yếm này không có áo nhá, không có áo. Yếm quần cho em này, size 17 cân đến 40 cân cho em yếm với giá 99.000 luôn này. Yếm nhá mọi người, cái này mặc đi chơi đi học thì rất là đẹp luôn. Chị nào lấy yếm chốt cho em yếm này. Đây mặt sau này. Mặt sau đấy nhá, không có áo đâu nhá. Yếm này em không bán áo nhá, bán một mình cái yếm quần thôi. Size 17 cân đến 40 cân cho em yếm 99.000 luôn cho em này. Yếm mã số là 21, comment cho em yếm kèm số điện thoại là được. Yếm kèm số điện thoại cho em mã số 21 nha. Mã số 21 yếm này. Đó, yếm này. Đầm 36 cân em hết rồi. Rồi ok nha. Yếm cho em nhá mọi người, 17 cân đến 40 cân em có size yếm này. Và với giá là 99.000 đồng cho em yếm này. Mày đọc cái vụ FLC chưa? Đội bóng đá đó. Không cho các vợ bà vợ đi nhưng mà đi. Cho phạt đi. Kiếm một đội em vào thuê một căn hộ. Đọc chưa? Em mới lướt qua. Em thấy là để vợ ở nhà nhưng mà lại thấy bóng dáng ai đứng đi bếp. Yếm nha. Yếm cho em nhá mọi người, chị nào lấy yếm chốt yếm cho em mã số là 21 nhá. 21 yếm này, 17 cân đến 40 cân cho em yếm với giá là 99.000 đồng cho em nhá.
yếm cho em nhá, 99.000 cho em này. Chị nào lấy yếm thì chốt yếm này. Bây giờ em lên bộ cho các chị nhá. Lên bộ cho các chị này. À váy này em có nhiều váy để xả lắm. Bây giờ xả tiếp cái này tiếp này. Xả tiếp váy này. Cái váy này là 09 lên rồi ấy nhở. 09 này đây là 09 này. Rồi váy hoa mặt cười này. Chứ cái váy 2 dây này còn size chi. Cái này size chi đó. Rồi 17 cân đến 20 cân em có size này. Mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 25 này, 25 cho em này. Thôi sale cho em với giá là 79.000 đi. Mã này lên cho em mã số 25, 79.000 size 17 cân đến 20 cân em có size này. 17 cân đến 20, 22 cân cho em này. Cái này sắt nách thì mặc cũng được. 17 cân đến 22 cân cho em váy sắt nách có dây buộc ở sau nhá. Cái này có dây buộc ở sau này. Dây buộc nơ và dây buộc thắt lưng này. Đó nhá. Chị nào lấy chốt cho em con này mã số này là 25 cho em 79.000 này. Chất đuổi tơ không nhăn không nhầu. Hoa phối liền này, hoa phối liền cho em. Mã số cho em là 25 dùm em 79.000 nha. Mã số 25 màu vàng, màu trắng và màu hồng này. 79.000, 17 cân đến 22 cân cho em tầm 4 đến 6 tuổi mang vừa. 4 đến 6 tuổi cho em mã số 22 đi. À 25 đi nhá. Cái này chốt cho em mã số là 25 dùm em nhá mọi người. Chị nào lấy 25 chốt 25 cho em này. 79.000 một cái nhá. 79.000 chốt cho em là 25 dùm em nhá mọi người nhá. 25 79.000 cho em này. Yếm là 99.000 nha các chị ơi. Yếm là 99.000 rồi bây giờ em lên bộ cho nhá. Yếm là 99.000. Rồi mã số cho em là 25 cho em 17 cân đến 22 cân này, 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em với giá là 79.000 một váy này. 79.000 cho em đây phần sau này, cái phần sau nó đẹp lắm. 79.000 cho em hở một xíu lưng nhá, chất đùi gân rất là đẹp. 79.000 mã số là 25 cho em đi. Chị nào lấy 25 chốt 25 79.000 cho em nha. Mã số 25 79.000 cho em nhá, chị nào lấy 25 chốt 25 này. 79.000 này. Cái này là 09. Cái này là 09 này, 17 cân đến 27 cân 09 89.000 này. Đây con này là 09 89.000 này cho em này. Cái này là tám chín nghìn cho em, cái này là 09 nha mọi người nhá. Cái này lên là 09 cho em. Quần yếm nha em là 99.000 chị ơi. Quần yếm là 99.000. Rồi cái này là 09 váy 2 dây này. 09 cho em giá là 89.000, 17 cân đến 27 cân em có size này. 2 dây nhá, cái này là 2 dây xốp mềm này. Mã số cho em là 09 này. Đây con này là 09 cho em với giá là 99.000. Nhá 09 cho em 89.000 chứ. 89.000 mã số là 09 cho em nhá. 89.000 đồng cho em 09 này. Đó chị nói 09 chốt 09 89.000 cho em này. Tiếp cho em này bộ nhá, lên bộ này, hôm nay em sale bộ này. Bộ này em có một ít em tặng hết. Nít còn size 35 tấn này. Cái đấy là gì được 35 cân? Cái đấy được khoảng tầm 27-30 cân. Rồi lên bộ Mickey này. Lên cho em bộ Mickey 10 à? Cũng 6 đến 16. Cũng kia số như vậy mà lại bé nha. À, số 26 cho em này. Bộ Mickey nhá. Chất liệu của em là cốt tông tàu. Cho em bộ này 15 cân đến 30 cân cho em bộ này. Sale 69.000 một bộ này. 69.000 cho em nhá. 15 cân đến 30 cân bộ Mickey 69.000 này. Mã số là 26 đi. Cho em bộ này là 26 này, bộ cốt tông đây đây, bộ cốt tông đây. Mã số 26 này. Váy 40 cân em hết rồi. Yếm không có 50 cân nhá, yếm chỉ có size 40 cân thôi. Rồi mã này lên là mã số 26 bộ Mickey nhá. 69.000, 15 cân đến 30 cân là em có size nhá. 15 cân đến 30 cân là em có size, mã số lên là 26 màu đen, màu nâu và màu đỏ cho em này. Đen nâu đỏ cho em quần đây nhá. Bên trong nó là quần. Cái này chất của em là cốt tông tàu rất là đanh và mịn, không bay không xù nhá. 69.000 một bộ cho em 15 cân đến 30 cân. 15 đến 30 cân cho em 69.000. Mã số cho em là 26 nhá. 26 cho em đi. Chị nào lấy 26 chốt 26 cho em nhá mọi người nhá. Nói tụt đít rồi chưa được mà. 09 không có 38 cân. Đọc cân nghe, em đọc cân nặng rõ ràng rồi mà cứ hỏi em chứ. Nhiều lúc em không thấy comment em không trả lời được lại bảo em kinh người. Mã số này lên cho em là mã số 26 bộ Mickey nhá. Bộ Mickey cho em với giá là bộ Mickey cho em với giá là 69.000, 15 cân đến 30 cân em có size nhá. 15 cân đến 30 cân em có size nhá. Mệt quá. Thế thế các ơi. Bật cái điều hòa lên, tắt cái quạt đi để cho nó dễ thở cái mà.
Ok nha, chị nào lấy chốt cho em mã số này lên là 26 nha mọi người nhá. 26 cho em bộ này nhá, 69.000 một bộ nha mọi người nhá. Bán rẻ vải đái mà không có chị nào comment chứ không hiểu hôm nay Facebook có bị cái gì. Em thề luôn, bình thường em còn bán đắt hơn á, nhưng mà lại chốt làm ẩm, không bán rẻ thì cũng không có chị nào chốt chứ. Lạ thật. Mã số tiếp, mã số 27 cho em bộ sắt nách 3 chi tiết này. Bộ sắt nách 3 chi tiết cho em mã số 27 cho em này. À, có bên trong có một cái 2 dây này nhá. Bên trong có một cái 2 dây này này, mã số 27 3 chi tiết nha. Size 15 cân đến 35 cân em có size này. 27 cho em này. À, 79.000 một bộ nhá. 79.000 quần ngố, mã số là 27 cho em đi, đúng không? 27 79.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 27 chốt 27 cho em 79.000 đồng cho em. 27 đi. Rồi chốt cho em 27 nha. Rồi chốt cho em con này mã số là 27 cho em với giá là 79.000, 15 cân đến 35 cân em có size bên trong. Nó là quần ngố đấy mọi người nhá. Cái này là quần ngố này. Bên trong có một cái áo 2 dây nữa nhá. Cái này gọi là bộ 3 chi tiết, bộ giày 3 chi tiết cho em này. 79.000, 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size, có màu đỏ với màu nâu nhá. Cái này em có màu đỏ và màu nâu nhá. Chị nào lấy chốt mã số 27 giúp em nhá. 27 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá các mẹ. 27 kèm số điện thoại cho em 79.000 đi. 79.000 mã số là 27 cho em. Bộ 42 em không có nhá. Đan Khánh có đơn rồi chị nhá. À, nghe rõ cân nặng đi đỡ phải hỏi nhiều. 27 cho em từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size, mã số 27 cho em với giá là 79.000. Bộ 42 cân không có nhà em, bộ 25 cân là to nhất rồi. Màu đỏ với màu nâu nhá. Cái này em có màu đỏ và màu nâu nhá. Màu đỏ và màu nâu đúng rồi, 79.000 cho em nhá. 79.000 cho em màu đỏ với màu nâu cho em. Áo thun bao nhiêu cân? Áo thun bao nhiêu cân? Rồi chị nào lấy chốt 27 cho em nhé mọi người nhá. 27 giúp em nha. Bộ giày này, 3 chi tiết nhá. 79.000, 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em. À, số là 27 cho em. Mệt mỏi ông ơi. Chị tăng hết mọi người đi mà không bán được, buồn. Bộ ngựa còn sai chi? Dạ. Bao nhiêu cân? Rồi là con bộ chi nhỉ? Chi ạ? Rồi lên tiếp cho em bộ tay cánh rơi này. Mã số cho em là 28 này. 15 cân đến 30 cân cho em này. Mã số 28 cho em nhá. 79.000 luôn này, 28 này. Bộ theo này. Bộ theo nhá. Mã số là 28 dùm em này. Đây, lên tiếp cho em con này mã số 28, màu nâu, màu hồng, màu trắng và màu vàng nhá. Quần nó là quần nhưng mà làm dạng xòe như váy luôn ấy. Cái này nó là quần nhưng mà làm nó xòe xòe như váy luôn này. Mã số cho em là 28 này. Nhá, chị nào lấy 28 chốt 28 cho em này. 28 cho em 79.000 một bộ nhá. 15 cân đến 30 cân có size 28 này, tay cánh rơi nhá. Mã số là 28 cho em. 28 79.000 cho em nhá. Rồi chị nào lấy 28 chốt 28 cho em 17, 15 cân đến 30 cân cho em bộ thêu này. À, quần váy này 28 nha, 79.000 cho em nhá. Cái gì nhỉ, áo phông 23 cân có nhá. Mã số 28 cho em này. Đó, chị nào lấy 28 chốt 28 này, 79.000 một bộ nhá. Chấm bài liên tục lên cho em với nào. 79.000 đồng cho em màu nâu, màu hồng, màu trắng và màu vàng cho em. Mã số là 28 dùm em. 79.000, 15 cân đến 30 cân là em có size nha các mẹ nhá. 15 cân đến 30 cân là em có size, 79.000 một bộ này. Đó, chị nào lấy 28 chốt 28, 79.000 cho em nha. Mã hàng cho em là 28. 28 kèm số điện thoại nhá. Size 30 cân quay lại. Có quần bò dài nhá. Rồi ok, chị nào lấy 28 chốt 28 cho em 79.000 nhá. 79.000 cho em 28 đấy. Quần dài có quần bộ quần dài hay là quần dài? Quần dài có quần bò thôi. Đây quần dài đây. Quần dài bò này. Mã số 19 này. Đây quần bông gấu nắng dài mã số 19 này. Đây lên cho em mã số 19 này. 19 cho em quần dài này. 19 quần dài cho em này, size từ 17 cân đến 45 cân cho em quần dài bông gấu này. Mã số cho em là 19 nhá.
quần dài 99.000 quần này, 99.000. Quần dài mã số cho em là 19 đi. 99.000 quần bông gấu dáng dài chất bò giấy siêu mềm cho em nhá. Mã số cho em là 19 này. Không có bộ nào 45 cân cả, cũng không có bộ nào 38 cân cả. Bộ size to nhất ở nhà em là size 30-35 cân to nhất. Rồi mã này lên là 19 cho em này. Không có đồ bé trai ạ. Rồi mã số 19 cho em này. Size từ 17 cân cho đến 17 cân đến 45 cân. Em có size mã số là 19 nha mọi người nhá. 19 quần bom dáng dài 99.000. Mã số cho em là 19 này. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em 99.000 nha mọi người. 99.000 đồng cho em mã số cho em là 19 nha. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em 99.000 đồng cho em. 17 cân đến 45 cân em có size nhé mọi người. Form đại từ 1m1 đến 1m5 mang vừa. 1m1 đến 1m5 mang vừa. Nó có rất là nhiều hình. Đây, cái form to 45 cân này to lắm. Chị nào lấy thì chốt cho em con này mã số là 19 nha mọi người nhé. Mã số là 19, quần dài này 99.000 một quần nha. 99.000 đồng một quần cho em nhé mọi người nhé. Đó, 99.000 cho em. Chị nào lấy 19 chốt 19 quần dài nhé. 19 kèm số điện thoại, bộ quần dài không có. Cái gì? Mét 78 á. Hương Hoàng. Chốt chị ghi cái gì đấy. Mã số 19, 99.000 cho em. 17 cân đến 45 cân. Có size 1m đến 1m5 quay lại cho em. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em nhé mọi người. Đẹp nhạc, cái quần này đẹp quá mọi người ơi. Quần bom gấu rất là đẹp luôn. 99.000 nha. 17 cân đến 45 cân là em có size nhé mọi người. Hình ngẫu nhiên nha. Lựa hình ngẫu nhiên cho em. 17 cân đến 45 cân em có size nhé. Đó, chị nào lấy 19 chốt 19 cho em là có đơn này. 19 giúp em nha mọi người nha. 99.000 cho em 19 này. Đó, 19 quần dài bom gấu nhá. 99.000 này. Rồi tiếp cho em là quần quần le này. Quần le mã số bao nhiêu đó em? Quần le mã 16. Quần le này, tiếp cho em quần le này, mã số 16 này. 15 cân đến 35 cân quần le mã số 16 cho em 99.000 luôn quần le này. Được. Mã số tiếp theo 16 này, quần le nhá. À, quần le mã số 16, 99.000. 15 cân đến 35 cân cho em quần le này. Đây lên quần le cho em này. Quần le 99.000 cho em nha. 99.000 luôn, 15 cân đến 35 cân. Em có size quần le mã số là 16 này. Các chị có thể comment là quần le cũng được nhá. Mã số 16, quần le 99.000 cho em này. 15 cân đến 35 cân. Le mã số 16 nè. 4 đến 10 tuổi mang vừa cho em nhá. 4 đến 10 tuổi cho em quần le mã số 16. Mã số 16 cho em quần le nhá. Chị nào lấy quần le chốt quần le cho em nhá mọi người nhá. Nó rất là đẹp luôn. Mã số 16 này. Chị người hỏi. 16 quần le nhá. 99.000 cho em nhá mọi người. 99.000 cho em quần le nhá mọi người ơi. Quần le là 16 nha mọi người nhá. Đúng rồi. Quần le là 16, 99.000 cho em nhá. Chị nào lấy 16 chốt 16 cho em quần le này, 99.000. 15 cân đến 35 cân cho em quần le nhá. Quần le giúp em 99.000 quần le này. Rồi lên tiếp cho em quần suông ngố này. Suông ngố là mã số 17 đúng không? Quần suông ngố nhá. Suông ống rộng dáng ngố cho em mặc rất là mát luôn này. Quần bé gái này, cái này dáng này đang hot lắm. Suông ngố cho em size 15 cân này, 45 cân em có size quần suông ngố này. 79.000 cái nhá, suông ngố mã số 17 đi. Đây lên suông ngố cho em mã số là 17 cho em, suông ngố ống rộng mặc tới gối cho em nhá mọi người nhá. Chân siêu co giãn cho em này, 79.000 cái nhá. Mềm lắm, co giãn 4 chiều. Suông ngố mã số cho em là 17 nhá mọi người. 79.000 nhá. Mã số 17 79.000 cho em. 17 suông ngố này. 17 quần suông ngố cho em nha. Mình theo ngẫu nhiên. Size 15 cân đến 45 cân em có size quần suông ngố mã số 17 nhá. 17 99.000 à 79.000, mã số 17 79.000. 17 79.000 cho em nha. 17 kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em, nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em với nha mọi người.
mã số là 17 dùm em nhé mọi người nhé. Các chị chia sẻ like giúp em để không bị ẩn comment nhé. 17 cho em, cái này đây là mã số 17 cho em, 79.000 một quần thôi, chất bao co giãn cho em, cạp lưng thun mềm nhá, cạp lưng thun mềm chất siêu co giãn cho em. Chị nào lấy 17 chốt 17 cho em, 79.000 một quần thôi nhá, suông ống rộng nhưng mà dáng mặc tới gối cho em nhá. Cái này mặc tới gối này, đó mọi người nhá, mặc tới gối hoặc qua gối một xíu tùy chiều cao của con nhà mình. Sáng này đang rất là hot luôn, chị nào lấy suông gối chốt cho em mã số này là 17 cho em nhá, 17-79.000 một quần nhá mọi người. Mã số là 17-79.000 đồng cho em nhá. Mã số 17-79.000 đồng cho em. 17 kèm số điện thoại, chị nào đặt số thì thôi nhá. Chị nào đặt số thì thôi nhá. Mã số 17 kèm số điện thoại cho em 79.000. 17 nhá, mã số 17 cho em nhá. 17 có 25 cân mà, em đặt từ 15 cân cho tới 45 cân có size mà. Từ 15 cân cho tới 45 cân có đủ size. 79.000 không có áo. Mã số 17 nhá. Mã số này là 17 cho em. Chị nào lấy 17 chốt 17 xuông ngố nha, 79.000 một quần thôi nha mọi người, 79.000 đồng cho em. Chị nào lấy 17 chốt 17 xuông ngố này, xuông ống rộng nhá, xuông ống rộng này, xuông ngố này, có cả xuông dài đó, có cả xuông dài đó. Quần short là mã số 17 em, quần short là mã số 15 này. Mã số 15 quần sóc này. Quần sóc này mã số 15 này. Quần sóc là 15 cho em là 69.000 quần sóc này. Đây đây sóc đùi mã số là 15 nhá. Quần sóc đùi size 15 cân đến 40 cân, sóc đùi 69.000 này. Sóc đùi nha, 69.000 mã số là 15 cho em quần sóc đùi này. Đây mã số 15 quần sóc đùi cho em nhá. 10 từ 15 cân đến 45 cân, chốt dự bị cho chị đến 45 cân. Jean dài có. Rồi chị nào lấy 15 chốt 15 cho em nhé. Váy hoa trắng ở phía sau là 99.000 nha chị. Váy hoa trắng phía sau 99.000. Rồi mã này đây là 15 cho em nhé. Chị nào lấy 15 chốt 15 cho em này. Sóc đùi nha, 69.000, 15 cân đến 45 cân cho em 69.000. Mã số là 15 đi, sóc đùi nhá. Quần sóc đùi lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhé mọi người. Được kiểu ngẫu nhiên cho em 69.000 sóc đùi này, 15 cân đến 45 cân 69.000 này. Đó, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhá, chị nào lấy chốt 15 cho em 69.000. À, quần sóc đùi. Quần sóc đùi nhá. 15 cho em nhá, 69.000 cho em mã số là 15 này, sóc đùi này. Quần dài có quần suông dài thôi. Đây có quần suông dài mã số 20 này. Suông dài là mã số 20 này. Size 17 cân đến 40 cân cho em 1m đến 1m4 này. Mã số 20 là 109.000 cho em suông dài này. Đây là suông dài nhá, mã số 20 này. Quần suông dài mã số 20 cho em 109.000 nha mọi người. Hàng 300 bây giờ tặng 109.000. 17 cân đến 40 cân, 1m đến 1m4 mang vừa cho em nhá. 1m đến 1m4 suông dài nhá. Cái này lên suông dài cạp lưng thun mềm nha mọi người. Phần sau là lưng thun này, phần trước thì có đính cúc này. Có một kiểu suông dài này thôi. 109.000 suông dài mã số 20 đi. Cái này lên là 20, 17 cân đến 40 cân nha mọi người. 17 cân đến 40 cân cho em với giá là 109.000. Suông dài nha. Mã số 20 suông dài. Suông dài mã số là 20 cho em. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại nữa đâu. Mã số 20 nhá, mã số kèm số điện thoại. Mã số kèm số điện thoại, chị nào đặt rồi thì thôi, không phải comment lại đâu, lại đi đơn 2-3 cái giống nhau. 20 nhá. Suông dài là mã số 20 cho em, 109.000 cho em nha. 109.000 cho em suông dài nha. 109.000 cho em, chị nào lấy suông dài chốt suông dài cho em mã số 20 nhá mọi người. 20 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 20 suông dài này. Máy này là 07 này. Cái này là mã số 07 này, 17 cân đến 27 cân cho em 07 này. 0799.000. 0799.000, 17 cân đến 20 cân váy tơ nhá. Cái này là hoa tơ cao cấp cho em 07 này, 99.000. 17 cân đến 20 cân là em có size 07 dùng em. Cái này lên là 07 cho em. 17 cân đến 27 cân em có size 07 màu cam màu hồng này và 07 cho em màu xanh này. Chất tơ mềm nha, có lót trong này. Mà 99.000, mã số là 07 cho em 99.000 này. Đó, 99.000, chốt cho em con này là 07 cho em nha.
99.000 đồng cho em 07. 0799.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em. 99.000. 99.000 cho em nhá. 0799.000 cho em. 07 kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em. 99.000 đồng nha mọi người, đẹp nhặt cái váy này đẹp quá. 99.000 đồng cho em nha. 07 cho em nha mọi người nhá. 17 cân đến 27 cân cho em màu cam này, 07 màu hồng này, 07 cho em màu xanh này, 99.000 mã hàng 07 cho em. 17 cân đến 27 cân có size này. 99.000 cho em này. Không bảy 99.000 nha. 07 27 cân mét 37 mặc đến gối thôi chứ qua gối không có đâu. Rồi chị nào lấy 07 thì chốt 07 cho em. Quần sóc lên rồi. Quần suông có 30 cân gì, mã số 20 có 30 cân gì, quần suông lên đến tận 40 cân thì size 30 cân thì phải có chứ. Quần suông là mã số 20 109.000 quần suông nhá. Quần sóc là mã số 15 vừa lên rồi, quần sóc 69.000. Tiếp này. Lên tiếp này. Mã số tiếp theo này. Áo giấu quần này. Lên áo giấu quần cho em này. Áo giấu quần này, mã số tiếp đi em. Mã số 29 15 cân đến 35 cân cho em form áo giấu quần này. Áo giấu quần thì giá là 69.000, 15 cân đến 30 cân cho em 69.000 này, áo giấu quần nhá. Mã số 29 đúng không? Mã số 29 cho em 69.000 form áo giấu quần này. Đây con này lên cho em form áo giấu quần, mã số lên là 29 cho em đi. 29, 69.000, 15 cân đến 30 cân em có size nhá mọi người. Form này là form giấu quần nhá. Mặc đi với giày thể thao rất là đẹp luôn á. Đi với giày thể thao ở tất cao cổ ấy, rất là đẹp, có màu hồng và màu vàng này. Mã số cho em là 29 đến 69.000 đồng cho em nha, form áo giấu quần này. Mã số 29 nhá mọi người nhá, form áo giấu quần. 15, 17 cân 4 tuổi trở lên cho em đến tầm khoảng 30 cân cho em này. Không có quần suông 58 cân. Yếm bò dạng quần có. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em con này, mã số này lên là 29 nha, mã số 29 cho em 69.000 áo giấu quần nhá. Áo giấu quần mã số 29 nhá. 29 cho em áo giấu quần. 69.000 cho em nhá. 69.000 mã số 29 giúp em. 69.000 mã số 29 cho em nhá. Chị nào lấy 29 chốt 29 cho em, 69.000 cho em. Mã số 29 hồng và 29 vàng, 29 hồng 29 vàng 15 cân đến 30 cân, 69.000 cho em nhá. Váy hồng này là số 09 này. Váy hồng này lên là 09 này, 17 cân đến 27 cân đến 89.009 này. Đây con này lên là 09 cho em nhá. Con này là mã số 09 này. 17 cân cho đến 27 cân 09 nhá. 89.000. Mã số lên là 0989.000 cho em. 17 cân đến 27 cân em có size 4 đến 8 tuổi mang vừa này, cái giá này là mặc trên gối này. Cái này là mặc trên gối cho em 89.009 này. Đúng 09 không? Không. 0989.000 này. Không có tay dài. Thì em không có váy tay dài đâu. Rồi mã này lên là 09 này. 89.000, 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân thì 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhá mọi người. 89.000 cho em 09 này. Nhá 09 89.000 cho em. Yếm quần là mã số 21 này. Yếm á? Yếm đây, yếm là mã số 21 này. Đây yếm cho em size 17 cân đến 40 cân yếm này, 99.000 đồng một yếm này. Yếm cho em mã số là 21 cho em nhá. Đây lên yếm cho em mã số 21, 99.000 cho em yếm này. 17 cân cho đến 40 cân yếm nhá mọi người. Từ 17 cân đến 40 cân, 5 đến 10 tuổi mang vừa yếm này. Yếm cho em nhá. Yếm cho em với giá là 99.000. Không váy cộc tay mà chất hoa cái không có chị Hiền Phạm nhá, không có. Rồi nha, yếm này. Yếm cho em mã số là yếm là 21. Yếm comment yếm đi, comment yếm kèm số điện thoại nhá. Comment yếm kèm số điện thoại cho em nhá. Comment yếm kèm số điện thoại cho em với giá là 99.000 nhá. Yếm 99.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy yếm chốt yếm cho em 99.000. Yếm quần chất bò giấy rất là mềm luôn, nó mềm lắm.
nó rất là mềm luôn này, sắn gấu rất là đẹp. 10 yếm thôi, không có áo đâu nhá, không có áo nhá mọi người nhá, chỉ bán một mình cái yếm quần này thôi. 17 cân đến 40 cân yếm 99.000 cho em này. Từ 17 cân đến 40 cân yếm là 99.000 đồng cho em nhá. Yếm là 99.000 cho em này. Tất cả bò quần đồ bò nhà em đều là bò giấy hết. Tất cả bò đều là bò giấy hết. Yếm đùi không có. Không có yếm đùi. Rồi chị nào lấy yếm chốt yếm cho em nhá. Váy có tay 35 cân hết rồi ạ. Váy có tay 35 cân hết rồi. Rồi ok nhá. Bảo cái mã váy này cho chị xem này. Hoa nhí này. Hoa nhí này. Rồi cái này lên cho em mã số là 08 này, 15 cân đến 25 cân cho em 08 79.000 này, còn một ít sale 79.000 08 này. Mã này lên hoa nhí là 08 nhá, 15 cân đến 23 cân em có size nhá. 15 cân đến 23 cân 79.000 cho em mã hàng lên là 08 này. Chất thô boy mềm cho em 08 này. Đó, 79.000 cho em 08 nhá. 08 giúp em 79.000 đồng cho em này. Đó, chị nói 08 thì chốt 08 cho em 79.000. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Màu vàng này, màu hồng này. Đây là vàng bông nhí này và đây là màu xanh này. 79.000 08 đi. Chốt cho em con này là 08 nhá, 79.000 đồng cho em. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Quần suông vải mềm không em, phải gọi là chất nó quá là đẹp luôn chứ không phải là mềm nữa chị ạ. Đầm trắng không có nhá. Rồi chị nào lấy 08 chốt 08 cho em với giá là 79.000. 15 cân đến 23 cân em có size 08 này. Đó, 08 cho em nhá, 79.000. 79.000 cho em 08 nhá. Chị nào lấy 08 chốt 08 có màu xanh, màu vàng và màu hồng. Xanh vàng hồng cho em 08 nhá. 79.000 đến 23 cân quay đầu cho em nha các mẹ nhá. Đến 23 cân quay đầu cho em. Tầm 6 tuổi quay lại. Nhá 08 79.000, chất thô boy mềm. Nhá 08 nhá. Đó, tiếp này. À, số tiếp theo này, quần dài á. Quần dài thì chỉ có quần bông gấu với quần suông thôi, quần dài nha em chỉ có bông gấu với suông thôi chứ không có quần gì cả. Đây có dáng suông này thôi này. Đây có hai cái dáng này thôi chứ không có quần gì cả. Đây quần dài thì chỉ có mã số là 19 này. Thấy nhá. Quần dài thì chỉ có mã số 19 và mã số 20 thôi chứ không có quần gì cả. Mã số 19 này là quần bom này. Quần dài bom này, mã số 19 99.000, 17 cân đến 45 cân này. Đây quần dài bom gấu mã số này là 19 này. 99.000. 99.000 cho em quần bom dài nhá, dáng dài này. Mã số 19 này 99.000, 17 cân đến 45 cân. Nhá, 17 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m5 quay lại, mã số là 19 này. 19 quần bom dài, bò giấy mềm lắm. Cái này bò giấy rất là mềm và mặc thích lắm. 99.000 một cái nha mọi người. 99.000 cho em mã số là 19 này. Chị nào đặt rồi thì thôi. 19.99.000 cho em quần dài nha. 19.99.000. Nhớ đi đơn hai sản phẩm nha các mẹ ơi. Mã số 19.99.000 đồng cho em này. Cái quần bom dài nhá, cái này là quần bom dáng dài cho em, mã số là 19 giùm em nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 mã số là 19 giúp em nhá. 17 cân đến 45 cân lựa hình ngẫu nhiên. Lựa hình ngẫu nhiên cho em này. Đó quần bom này là dáng dài này. 99.000 này. Rồi chị nào lấy 19 cho 19 và quần suông là mã số 20 nhá. Quần suông là mã số 20 này. Đây quần suông đúng không em? Quần suông dài là mã số 20, 109.000, 17 cân đến 40 cân suông dài này, suông dài nhá. Đây là suông dài này. Suông dài 19 với 20 đều là quần dài, một cái quần bom và một cái quần suông. Mã số 20 này là quần suông này, 109.000, 17 cân cho đến 40 cân em có size 1m đến 1m4 này, quần suông này, chất rất là mềm, bò giấy hết nha. Siêu co giãn. Mã số 20 nhá, 99.000 cho em 20 này. 17 cân đến 45 cân suông dài. Chị ơi ship toàn quốc 30.000. Ship toàn quốc 30.000 nhá, mua một cái rồi miễn ship thì lấy đâu xăng shipper người ta ăn cái gì. Các chị mua đơn trên 1 triệu miễn ship. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã này lên là 20 nhá. 20 cho em 109.000, 17 cân đến 45 cân em có size mã số 20 này. Đó chị nào lấy 20 chốt 20 này. 20 nhá, 109.000. 109.000 đây là ống suông dài nhá, cái này là quần suông dài nhá, mã số là 20, suông dài nhá. Rồi lên quần ngố này,
ngố là mã số 10 mấy đó, ngố ôm lắm, 14 này, lên quần ngố này, mã số 14 này, 15 cân đến 35 cân quần ngố này, dáng ôm nhá, dáng này dáng ôm, mã số là 1469 nghìn này, đây cái này lên là 1469 nghìn đồng cho em nhá, có mấy mã các chị ở ngay đầu các chị cứ lên sau nên là cũng muốn lên lại cho em lên rồi chứ. Rồi quần ngố lên là mã số 14 này, 69 nghìn quần ngố này, ngố nhá, mặc tới gối dáng ôm cho em, 15 cân đến 35 cân này, 4 đến 10 tuổi mang vừa, 69 nghìn quần ngố này, mã số cho em là 14 đi, 14 69 nghìn đồng cho em nhá, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69 nghìn đồng cho em, mã số 14 69 nghìn này, quần ngố dùm em nhá, chị nào lấy ngố chốt 14 69 nghìn, 14 quần ngố nha, 15 cân đến 35 cân cho em, 69 nghìn dáng mặc tới gối nhá, đi học và đi chơi đều ok, 69 nghìn chất bò giấy nhá, cạp lưng thun mềm, 14 kèm số điện thoại, 14 kèm số điện thoại, cái hết rồi, mã số 14 69 nghìn đồng cho em nhá mọi người nhá, 69 nghìn cho em, mã số là 14 cho em này, quần ngố nha, 69 nghìn 15 cân đến 35 cân em có size quần ngố này. Chị Nguyễn Mến lên số điện thoại này, chị Lan Vũ lên số điện thoại ạ. Nguyễn Mến là Giang Vũ lên số điện thoại. Lan Vũ. À Nguyễn Mến là Lan Vũ lên số điện thoại. Rồi ok nhá, Nguyễn Mến là Lan Vũ lên số điện thoại đi. Rồi mã này lên là 14 nha mọi người nhá, mã số 14 cho em 69 nghìn này. Đó, 69 nghìn cho em nhá, mã số là 14 cho em nhá. Đó, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69 nghìn đồng cho em nhá mọi người. Ngố nhá, mã số 14 cho em 69 nghìn, đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em. Quần ngố 69 nghìn cho em. Lan Vũ lên số điện thoại. Cái chị gì nữa? Rồi ok nhá. Mã số 20 có một màu xanh đấy thôi. Cái nào em lên nhiều cái em đặc màu, cái nào có cầm có một cái là một màu nhá. Tất cả quần nhà em đều màu xanh hết. Rồi. 14 69 nghìn. À đúng rồi, quần ngố là mã số 14. 69 nghìn. 15 cân đến 35 cân. Nhá, còn quần váy là mã số 15, đúng không? Quần váy lên rồi chứ. Quần váy là mã 18, quần váy là mã số 18, 79 nghìn quần váy này. Quần váy là mã số 18, 79 nghìn, 15 cân đến 45 cân quần váy này. Quần váy là mã số 18 nhá. Ghi là quần váy cũng được. 18 kèm số điện thoại đi, 69 nghìn. Đó quần váy này. Quần váy là mã số 18 cho em. 18 quần váy nha, ui này bán hàng xong rồi mệt hết chứ. Quần váy là mã số 18 nhá mọi người, 79 nghìn này, 15 cân đến 45 cân có size quần váy này. Mã số là 18 đi, 79 nghìn cho em nhá, 79 nghìn quần váy này. Đó chị nào lấy 18 chốt 18 quần váy nhá, quần váy cho em 79 nghìn, 79 nghìn cho em. Mã số là 18, quần váy nhá, chị nào là rồi thì thôi này. Loại hình ngẫu nhiên nha, loại hình ngẫu nhiên, ăn phải ăn có mật cho tỉnh ngủ xong. Ôi, chà mẹ ơi. Chùa vải đái hả? 18 là quần váy. Ăn bỏ mặt nó tỉnh ngủ mà chùa quá. 18 là quần váy cho em nha các chị. 69 nghìn một quần váy nha. 69 nghìn quần váy là số 18 cho em. 18 quần váy, 69 nghìn. Rồi lên tiếp cho em này. Cái váy này là 07 nha. Cái váy này là 07 cho em, 99 nghìn 07. 17 con đến 27 con, đây là 07 99 nghìn. Cái này là 07 cho em 99 nghìn nhá. Màu cam và màu xanh cho em 07 nhá. Đây là 07 99 nghìn, chị nào đặt rồi thì thôi đừng có hỏi em lên lại nha mọi người nhá. 07 99 nghìn đồng cho em này. Tin nhà mang tiếng toa hết rồi. 0799 nghìn đồng cho em con này nhá. 0717 cân đến 27 cân cho em 99.07 này. Đó chị nào lấy 07 chốt 0799 nghìn này. 0799 nghìn nhá. Tiếp này, 2 giây này. Hà váy mặt cười này. Có một con mã số tiếp. Đọc cái mã số đây đi Dương. Đọc cái mã cuối này. Tiếp đi, mã tiếp đi. Mã số tiếp này, mã số 30 á. Đặt lên đến 30 được rồi à?
Mã số 30 cho em váy hở vai này. Cái này váy hở vai 15 cân đến 20 cân nhá, chất thô boy này, mã số 30 cho em này. 69.000 cho hết đi. 69.000 mã số 30, em còn có đâu 20 cái này. Sale 69.000 mã số 30 nhá. Đây cái này lên cho em mã số là 30, 69.000 được xem hàng. Được kiểm tra hàng. Rồi mã số 30, 69.000. 30 nhá, mã số lên là 30 cho em. Đầm 10 cân nhà em không có, áo thụng nhà em không có nhá. Rồi chị nào lấy 30 chốt 30 cho em váy hoa hở vai này, 69.000. 15 cân đến 20 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mang vừa, 4 đến 6 tuổi cho em nhá. 4 đến 6 tuổi 15 đến 20 cân cho em này. 69.000 cho em chất thô boy nhá. 69.000. Đó chị nào lấy 30 chốt 30 cho em 69.000 này. Đó mã số này lên là 30, 69.000 cho em này. 30, 69.000 cho em nhá. 30 kèm số điện thoại, 69.000 đồng cho em. Mã số là 30, 69.000 nha các mẹ ơi. Chị nào lấy 30 chốt 30 cho em 69.000 đồng cho em nhá. 69.000. Váy thô boy hở vai nhá. Cái hở vai này 69.000 đồng cho em. 15 cân đến 30 cân váy mưa. 69.000 mã số 30 nha. Hoa mặt cười nhá. Hoa mặt cười mã số 30 đi. 69.000 cho em. Bộ mặt cười nhá. Em tặng bộ mặt cười này. Rồi bộ mặt cười lên cho em bộ mặt cười này, 17 cân đến 30 cân bộ mặt cười này. Sale luôn 60 bao nhiêu nhỉ? 69.000 đi. 69.000 bộ mặt cười nhá. 69.000 bộ mặt cười này, mã số cho em là 31 này. Mã số 31 cho em này. Vừa lên là váy mặt cười. 30 là váy mặt cười. Váy hướng dương. Mặt trời. Mặt trời à, mặt cười nhá. Váy mặt cười nhá. À chưa đi à? Rồi mã này lên là 31 này, 31 bộ mặt cười này, 17 cân đến 30 cân cho em cotton tàu cho em nhá mọi người, 69.000 một bộ này. Mã số lên là 31 bộ mặt cười nhá. Bộ mặt cười cho em mã số 31 này. Đó chị lấy 31 cho 31 cho em, chất cotton đẹp lắm. Cái này là cotton tàu rất là mịn, chất là đanh nhá mọi người nhá, chứ không bị bay bị xù giống như cái hàng chợ đâu nhá. Nhà em là hàng xốp đấy nhá mọi người. Đó chị nào lấy bộ mặt cười chốt cho em mã số là 31 này. Còn xuông là mã số 17 đúng không? Xuông ngố là mã số 17 đây. Còn xuông ngố là mã số 17, 79.000 đây nhá. 17 này. Đây xuông ngố là mã số 17, 79.000 cho em này. Xuông ngố nha. Ống rộng nhưng mà mặc tới gối, 79.000 cho em xuông ngố nha. Đó 79.000 xuông ngố nhá. Chị nào lấy xuông ngố chốt xuông ngố cho em 79.000 đi. Mã số là 17 cho em xuông ngố. Chị nào đặt rồi thì thôi. 17 cân đến 45 cân em có size xuông ngố này. Đó, chị nào lấy xuông ngố chốt xuông ngố mã số là 17 79.000 nhá. Đó 17 79.000. Rồi chị nào lấy 17 chốt 17 cho em nha. 17 cho em nhá mọi người, xuông ngố 79.000 nhá. Xuông ngố 79.000 cho em này. 17 cân đến 45 cân xuông ngố 79.000. Mã số 17 cho em, mặt cười có một màu thôi. Mười tám là quần gì đấy? À. Thôi em nghỉ like nhé mọi người ơi. Em nghỉ like thì hết khách. Em nghỉ like nhé, cảm ơn mọi người đã đón xem like của em hôm nay nhé. Cảm ơn các chị nha, bye bye mọi người. Bye bye nha, bye bye.